chương 500 linh một thần vật chi uy, ánh thiên hóa mà. Minh giới lực lượng buông xuống quỷ môn. Nhân địa tạng vương viên tịch trước cuối cùng một lần thúc đẩy. Giờ phút này tất cả hội tụ đến kia bị thật mạnh xiềng xích vây khốn thiếu niên trong cơ thể, ly. Quân nhìn biến hóa quỷ môn, trố mắt mà ra thần. Nàng rõ ràng mà cảm nhận được kia cổ lực lượng loại ẩn chứa địa tạng vương hơi thở, sư. Tôn, ly quân như thế nào còn không rõ, đây là địa tạng vương tán thành lâm Việt thậm chí so với nàng cái này được đến truyền thừa đệ tử. Địa tạng vương tự hồ càng thêm tín nhiệm lâm Việt bởi vì minh giới lực lượng dốc toàn bộ lực. Lượng tượng trưng này phiến sao trời lớn nhất át chủ bài đã triển lộ. Lần hồi đại đạo tự lâm Việt giữa mày điên cuồng dũng mãnh vào. Kia quấn quanh ở hắn tứ chi ánh thiên kính lực lượng cũng dần dần từng điều tách ra không? Có khả năng, không có khả năng, tu thiên đế không dám tin tưởng thanh âm truyền đến vừa mới lâm việt chết giả ba cái canh giờ. Hắn rốt cuộc làm cái gì, ánh thiên kính tuy là thần vật. Lại bởi vì hắn vọng tưởng tu luyện thành người, hơn nữa đế thống thời đại thương thế. Trung quy đều không phải là đỉnh trạng thái. Theo luân hồi ngưng tụ, lâm việt sau lưng. Lại là xuất hiện hư ảo chi ảnh, này hư ảnh phát ra kim quang. Nếu như một tôn đứng sừng sững đại địa, đỉnh đầu trời cao đại Phật khoanh chân đà tọa chi gian, đôi tay chậm rãi nâng lên, lão. Địa tạng vương, đó là lão địa tạng vương. So với ly quân địa vị, hiển nhiên còn chưa chân chính thay thế được nguyên bản địa tạng vương ở. Quỷ môn đệ tử trong lòng địa vị, bọn họ hoảng sợ hết sức. Ly quân lại cũng là trước một bước quỳ lạy xuống dưới. Thấy thế, nữ bạt, hùng văn long, bạch bạch còn có tất cả quỷ môn đệ tử tất cả đi theo ly quân. Hướng lâm càng quỳ lạy xuống dưới giờ phút này hắn phảng phất không hề là cầm đế môn quốc sư cũng không phải điệu thấp tông tông chủ tu la đế môn đế sư mà là tượng trưng quỷ môn lịch sử thậm chí này phiến sao trời lịch sử tồn tại đây là trong truyền thuyết vị kia địa tạng vương sao bạch tiết trần đồng dạng quỳ lại xuống dưới tùy theo quỳ xuống còn có liên âm tịch năm cùng cầm đế môn trăm vạn đại quân tông chủ pháp tắc hơi thở lại là như thế cường đại điệu thất tông mọi người đồng dạng tâm thần chấn động mà quỳ lạy xuống dưới ta la hiểu sâm sư phụ quả nhiên là mạnh nhất tu la đế môn bao gồm la hiểu sâm ở bên trong mọi người cũng là đồng dạng quỳ lạy xuống dưới hơn nữa dương khai kiếm đế môn đại quân mấy trăm vạn người đồng thời cảm nhận được địa tạng vương viên tịch cùng lâm việt đột phá phảng phất thời đại thay đổi tuần hoàn không thôi lâm việt đang ở đại đạo bên trong cảm thụ vạn người chiều bái, nhìn xuống mà xuống. Ánh thiên kính kính mặt vươn xiềng xích vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhưng hướng tới Lâm Việt công lại đây thời điểm. Lại là đều bị chán Lâm Việt chung quanh ba thước ngoại, hiểu. Được luân hồi, siêu thoát luân hồi, Lâm. Việt đôi tay hoành khởi tam nguyên hợp nhất quá thượng cảnh hơi thở nháy mắt bắt đầu biến chất. Này lực lượng cùng luân hồi đại đạo dung hợp tựa hồ như địa tạng theo như lời. Lâm Việt sở hiểu được đại đạo nguyên tự luân hồi. Lại so với hắn luân hồi pháp tắc càng cường, sinh. Xôi không thôi, cuồn cuộn không dứt, bắt đầu tức là kết thúc, kết thúc cũng là bắt đầu. Lâm Việt nỉ non mở miệng, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, dù chưa đạt hoàn mỹ. Nhưng ta đã minh bạch lời này rơi xuống. Lâm Việt phía sau địa tạng vương cùng minh giới lực lượng tạo thành hư ảnh đã là bị hắn toàn bộ hấp thu nhưng ngay sau đó lâm việt trong cơ thể lại là nhiều gia lưỡng đạo hình người phân thân này phân thân cùng lâm việt giống nhau như đúc phẳng phất mặt khác hai cái lâm việt nhưng bọn hắn trên người lại phi thực chất thân thể mà là nở rộ từng người quang mang bên trái bạch quang phân thân đó là hắn thần niệm quá thượng cảnh đình bên phải hồng quang phân thân đó là chiến thể quá thượng cảnh đình đây là sư phó tam nguyên hợp nhất sao la Tiêu sâm trừng lớn mắt nhìn thấy một màn này đã là gấp không chờ nổi ngồi xuống hiểu được. Mà những người khác tuy nói không có la tiêu sâm như thế lợi hại thiên phú. Nhưng giờ phút này cũng là hô hấp dồn dập lên mặc dù vô pháp hiểu được. Nhưng cũng nhìn ra được lâm Việt phân thân lợi hại. Quốc sư chia ra làm tam, mỗi một cái phân thân hơi thở, đều là quá thượng cảnh đỉnh. Khó trách hắn lấy quá thượng cảnh, cư nhiên có thể cùng đế chủ cấp chiến đến như vậy nông nỗi ba cái quá thượng cảnh ngàn đạo đỉnh tương thêm lên lực lượng. Lại không chỉ là trồng lên đơn giản như vậy. Bọn họ khẳng định này lưỡng đạo phân thân phía trước toàn bộ ở lâm Việt trong cơ thể. Hỗ trợ lẫn nhau dưới mới làm người sau có cùng pháp tắc tam trọng thiên một trận chiến chi. Lực pháp tắc ba đạo vì cực hạn nãi võ đạo định luật ta tự hỏi hiện tại còn vô pháp thoát ly. Lâm Việt như là ở lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói ta lấy thần niệm ý thức hiểu được luân hồi kia đạo thứ nhất pháp tắc đó là trước cấp thần niệm dứt lời kia bạch quang phân thân đột nhiên gian bộc phát ra khủng bố hơi thở đạo thứ nhất pháp tắc thình lình tự hắn giữa mày ngưng tụ đó là đến từ minh giới lực lượng càng là siêu thoát luân hồi lực lượng này phân thân tay phải nâng lên một trường áp xuống phảng phất hoàng tuyền thượng kia song song luân hồi xe chở nước trực tiếp bao trùm vạn trượng ánh thiên kính luân hồi pháp tắc sao ta muốn phía dưới tu thiên đế thanh âm truyền đến này ánh thiên kính quang mang chiếu rọi ở lâm việt thần niệm phân thân thượng tiên cổ mà đến thanh âm bỗng nhiên tự kính quang nội quanh quẩn mở ra ánh càn khôn vạn vật thiên địa đều có thể biến ảo thanh âm này cùng tu thiên đế có ba phần tương tự lại là giống như vô số tuế nguyệt tiền chuyện tới cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác đó là ánh thiên kính vốn dĩ tiếng động cũng là hắn mạnh nhất lực lượng, lúc trước lấy này tới phục chế lâm Việt thiên phú, đó là ánh thiên hóa mà chi thuật, ngay sau đó, kính quang đột biến, mọi người lập tức mắt thấy. Đạo thứ hai luân hồi lực lượng, lại là tự ánh thiên kính thượng xuất hiện, sao có thể, minh. Giới lực lượng gần như khô kiệt này cổ luân hồi lực lượng là nơi nào tới. Trăm vạn người hoảng sợ vô cùng, tiểu mị mị ly quân kiều dung chói chặt, sẽ không sai. Cùng sư tôn lực lượng giống nhau như đúc, nàng hô hấp dồn dập lên nơi đó có thể nghĩ đến tu thiên đế cư nhiên phục chế địa tạng vương luân hồi pháp tắc ánh thiên hóa mà sao lâm việt khóe miệng dương lên ngay sau đó một bước bước ra nhưng là ra tay lại không phải bản thể mà là thần niệm phân thân ngươi nhận sai ta này không phải luân hồi pháp tác thần niệm phân thân bước vào pháp tác cảnh nhất trọng thiên trưởng lực oanh hạ cùng luân hồi pháp tắc một trên một dưới va chạm ở bên nhau này này chỉ là một loại pháp tắc vì sao so vừa mới tu thiên đế ba đạo pháp tắc còn cường pháp tắc cũng phân mạnh yếu kia không phải bình thường pháp tắc mà là đến từ quỷ môn lão tổ địa tạng vương bồ tát va chạm còn ở tiếp tục hai cổ ẩn chứa cực hạn pháp tắc lực lượng giao động phảng phất đem lâm việt cùng ánh thiên kính chi gian thế giới cắt mở ra vô số người lần thứ ba lui ra phía sau lại là vẫn như cũ còn có không ít người bị lan đến trọng thương, lui. Lại lui ra phía sau, này, này đã vượt qua đế chủ cấp chiến đấu. Bọn họ khẳng định, mặc dù vừa mới nữ bạt, Dương Khai cùng thần niệm đế chủ chiến đấu. Cũng căn bản không có hiện tại như vậy đáng sợ chiến đấu dư ba lâm. Việt người vĩnh viễn không thắng được ta, ánh thiên kính trung điên cuồng thanh âm truyền đến. Nhưng mà giờ phút này trên không, thần niệm pháp tác trạng thái lâm Việt lại là nhàn nhạt mở miệng, ngươi phục chế địa tạng vương pháp tác. Không đại biểu phục chế ta pháp tác, lời này vừa nói ra, liền ly quân đều là sửng sốt. Theo lý thuyết, lâm Việt pháp tác tự luân hồi pháp tác hiểu được, mặc dù thành công kế thừa. Lại cũng vô pháp vượt qua nguyên bản đến từ địa tạng vương pháp tác uy lực ánh thiên kính phục. Chế địa tạng vương pháp tác hẳn là so lâm Việt hiểu được pháp tác càng cường. Nhưng Lâm Việt lời nói lại là nói cho mọi người, hắn trò giỏi hơn thầy, va chạm chi gian. Lưỡng đạo luân hồi pháp tác đồng thời suy yếu không ít. Nhưng mà đến từ Lâm Việt pháp tác uy lực lại là nháy mắt khôi phục đỉnh uy lực. Này pháp tác sinh sôi không thôi, vô thủy vô chung, ta xưng này vì vĩnh hằng pháp tác. Chương 502 Thánh nữ tề tụ, chiến thể pháp tác cảnh vĩnh hằng pháp tắc vô cùng vô tận ở tu thiên đế phục chế mà đi luân hồi pháp tắc suy yếu đồng thời vĩnh hằng pháp tắc vẫn như cũ như ngay từ đầu giống nhau cường thế vô cùng bất diệt không có khả năng có như vậy pháp tác ánh thiên kính toàn bộ chấn động không ngừng bởi vì lâm việt vĩnh hằng pháp tắc đã hoàn toàn áp chế luân hồi pháp tác trực tiếp buông xuống ánh thiên kính mặt ngoài hoàng tuyền buông xuống giống như đại địa xuất hiện một cái phát ra hoang vắng chỉ ý con sông đem ánh thiên kính quang mang tất cả che đậy bao phủ qua đi, mọi người trong óc đau đớn. Chỉ cảm thấy thần niệm tại đây một khắc cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hát yêu ta. May mà Lâm Việt đối phó không phải bọn họ, mà là ánh thiên kính, thiên địa chi gian. Nữ bạt trong điện, chỉ còn lại có Lâm Việt vĩnh hằng pháp tác tông. Chủ đây là, lấy thần niệm nhập pháp tác. Kia thần niệm đế môn đế chủ, cũng này đây thần niệm nhập pháp tác mới vừa rồi giết chúng ta không ít người thần niệm công kích vô hình vô tướng cùng tu vi pháp tác chiến thể pháp tác bất đồng càng thêm làm người khó lòng phòng bị ánh thiên kính nội lâm tu gào giống thanh âm không ngừng truyền đến lâm việt ngươi lại âm ta hắn nếu là không có phục chế luân hồi pháp tác cùng lâm việt đối kháng có lẽ còn có thể nhiều ngăn cản một hồi nhưng là hiện tại không giống nhau vĩnh hằng pháp tắc chính là cùng địa tạng vương sư xuất cùng nguyên luân hồi pháp tắc thăng cấp bản không nói là vạn giới sao trời nội mạnh nhất pháp tắc nhưng là cố tình có thể tuyệt đối mà khắc chế luân hồi pháp tắc kỳ thật ngươi làm thực hảo lâm việt nhìn xuống phía dưới thong thả mà bình tĩnh thanh âm truyền đến có được ta thiên phú có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như vậy cảnh giới ta đã thực vừa lòng ta muốn chính là vượt qua ngươi tu thiên đế ngạnh kháng vĩnh hằng pháp tác lực lượng nhưng mà hắn luân hồi pháp tác. Giờ phút này đã toàn bộ bị lâm việt đánh tan, chỉ còn lại có ánh thiên kính mặt. Hắn bản thể cường ngạnh ngăn cản, vậy được rồi, lâm việt thở dài một hơi, vốn dĩ tưởng điệu thấp. Nhưng là hạ có tu thiên đế không phục, thượng có hắc bảng đệ nhất như hổ rình mồi, vậy may mà cao. Điệu một ít tâm niệm cập này, tượng trưng lâm việt chiến thể cảnh giới phân thân. Lập tức tiến lên một bước. Mọi người ánh mắt hội tụ hết sức. Kia chiến thể phân thân lại là bộc phát ra xưa nay chưa từng có huyết khí, huyết khí tận trời. Tự Bát Phương tản ra, chiến thể Trạng Thái Lâm Việt nhắm chặt hai mắt, nhưng mà giờ phút này. Đế môn tinh vực cầm đế môn bên cạnh. Điệu Thấp Tông nơi khổng lồ lục điện thánh nữ trong điện, tuy đã không có tần lả lướt. Nhưng kia 107 vị thánh nữ lại là đã nhận ra thân thể xuất hiện quang mang, các nàng vô pháp tu. Luyện nhưng là Lâm Việt Thượng một lần tiến đến thánh nữ điện khi. Ở các nàng trên người để lại một ít đồ vật là tông chủ, tông chủ chờ đã đến giờ, đáng. Tiếc tiểu thánh nữ không ở, cũng thế, chỉ có tông chủ yêu cầu, chúng ta cũng có thể giúp hắn. Nói xong, bao gồm tiểu san nhi ở bên trong 107 vị thánh nữ. Toàn bộ khoanh chân mà ngồi, các nàng trên người quang mang càng thêm lộng lẫy. Trực tiếp rời đi thánh nữ điện, xuyên qua vô số sao trời. Buông xuống nữ bạt điện trên không, đó là cái gì, lực lượng, hảo cường âm khí. Từ đâu ra này đó lực lượng, mọi người hoảng sợ gian, chiến thể trạng thái lâm Việt vẫn như cũ. Nhắm hai mắt tùy ý này đó đến từ thánh nữ lực lượng dung nhập chính mình trong cơ thể. Trong đầu lại là nhớ lại bị nhốt mười vạn năm trong lúc. Kia một trăm vạn cái cùng hắn ở chung quá nữ nhân, mạnh. Nhất chiến thể, tất nhiên nguyên tự âm dương đại đạo chiến. Thể lâm Việt chậm rãi mở miệng, giờ phút này hai tròng mắt mở khoảnh khắc. Giống như lộ ra hiểu được chi lực. Ngay sau đó, hắn kia dung hợp thánh nữ lực lượng chiến thể. Bắt đầu tản mát ra pháp tắc lực lượng ta. Không phải bẩm sinh dị huyết chiến thể, nhưng là chờ về sau thời cơ chín mùi. Nói không chừng cũng có thể luyện ra hậu thiên dị huyết chiến thể. Lâm Việt lầm bầm nói chuyện, lấy hắn hiện tại đối võ đạo hiểu được ngày sau luyện thành hậu thiên dị huyết chiến thể. Nói không chừng so đường tâm cùng Hàn Uyển Thanh còn muốn lợi hại chiến. Thể, chiến thể pháp tắc cảnh, tông chủ đây là muốn thần niệm cùng chiến thể song tu sao? Quốc sư, chúng ta quốc sư, thế nhưng cường đại đến có thể đồng thời đột phá hai lần pháp tắc. Cảnh, trăm vạn đại quân hít hà một hơi, chẳng những là bọn họ. Liền sao trời ngoại hắc bảng đệ nhất kia nói đồng từ cũng là đồng dạng co rút lại một chút bởi vì giờ phút này Lâm Việt lại là làm hắn cảm giác được một cổ uy hát yêu ta, dừng lại, hát. Bảng đệ nhất tiếng hô tự thiên ngoại truyền xuống tới, nhưng mà này trong lúc nhất thời hắn. Căn bản vô pháp chân thân tiến đến. Ta nói, trừ bỏ ngươi chân thân, mặt khác hết thầy, ta đều không bỏ ở trong mắt, Lâm. Việt chậm rãi mở miệng, khóe miệng dương lên, chiến thể pháp tác xuất hiện, một. Trăm vạn cái nữ nhân hồi ức, hắn huyết khí bạo trướng dựng lên cùng vừa mới thần niệm đột phá giống nhau chỉ là lần này ở đây mọi người từ thần niệm bị áp chế hiện tại thành chiến thể bị áp chế còn có thành nữ lực lượng bảy nghiệp ma hoàng căn bản không biết các nàng tinh hoa nơi lâm việt lời nói rơi xuống chiến thể rốt cuộc đột phá ở tu thiên đế không cam lòng hắc bảng đệ nhất sát ý tràn ngập bên trong bước vào chiến thể pháp tắc nhất trọng thiên chiến thể pháp tắc tự âm dương mà sinh lâm Việt chậm rãi mở miệng, chiến thể trạng thái một chân rơi xuống, trực tiếp dẫm lên ánh thiên kính phía trên. Cuồng bạo huyết khí trực tiếp quét ngang bát phương, làm mọi người sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, huyết khí, đây là chiến thể pháp tắc cảnh sao, đồng. Đế môn người, chuyên môn tu luyện chiến thể, nhưng là cũng không có quốc sư như vậy cường huyết khí nha. Ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là cảm nhận được Lâm Việt chiến thể pháp tắc khủng bố lực lượng âm dương là tiêu sâm thấp giọng mở miệng nâng lên tay liền thấy truyền đến huyết khí chính là ẩn chứa lưỡng đạo lực lượng đây là sư phụ lấy lưỡng đạo pháp tác xác nhập lên sau ly quân cũng là trái tim nhảy lên địa cực mau bởi vì nàng cảm nhận được lâm việt chiến thể pháp tác lại là không kém gì địa tạng vương mới vừa rồi truyền thừa như thế cường đại đây là ta thích nam nhân sao Đáng tiếc ly quân chỉ là tim đập nhanh hơn, mà một bên yên giả dích. Lại là đã cả người bị điều động huyết khí, nàng trong cơ thể. Lại là có bộ phận lực lượng cùng Lâm Việt cùng nhau đột phá, quá thượng cảnh chiến lực sao? Yên giả dích hoảng sợ mà cảm giác chính mình biến hóa, nàng không có tu luyện quá chiến thể, nhưng... Là giờ phút này, theo Lâm Việt đột phá pháp tác, nàng chiến thể tự hồ bởi vì bị ảnh hưởng. Trực tiếp bước vào quá thượng cảnh chỉ là loại này biến hóa cực kỳ vi diệu hơn nữa yên giả dích cố ý vì này làm những người khác căn bản vô pháp phát hiện chỉ có ly quân la tiêu sâm nữ bạt tam nữ nhìn lại đây tam nữ trên mặt thần sắc quái dị làm yên giả dích lập tức thấp hèn địa vị từ cổ đến bên tai một mảnh đỏ bừng mà xa một ít dương khai lại là ho khan một chút trong lòng mặc niệm lâm việt kia vài câu cách ngôn nhìn thấu không nói Toạc, hắn đặc biệt minh bạch xong xuôi chung áo nghĩa hiện tại chẳng những không nói liền xem cũng không dám đi xem chiến cuộc trung gian ánh thiên kính bị lâm việt một chân dẫm chung khủng bố chiến thể chi uy lực trực tiếp đạp vỡ kính mặt vô số mảnh nhỏ bay lên ánh thiên kính nát chương năm trăm linh ba người có lẽ là nhất hiểu biết ta người giờ phút này lại phát hiện không đến tu thiên đế hơi thở nhưng mà lâm việt tu vi bản thể lại là đồng thời ra tay, thân hình biến mất. Hoàn toàn đi vào ánh thiên kính nội, bạch mang thế giới, nhìn không tới bên cạnh, giờ phút này lâm. Tu khoanh tay mà đứng, đầu bạc ba nghìn không gió tự động. Kia dựng đồng nhìn chằm chằm lâm Việt. Lại là đã không còn giống lúc trước như vậy giữ tận, ngươi. Ở bên ngoài đã là vô địch, vì sao còn muốn vào tới tu thiên đế thanh âm truyền đến. Tự hồ ở kiến thức đến lâm Việt chiến thể bước vào pháp tắc sau, đã đã thấy ra rất nhiều ta ở chỗ này có lẽ cũng là vô địch lâm việt buông tay lại là bình đạm mở miệng người ta có duyên dù sao cũng phải gặp ngươi cuối cùng một mặt đi đúng vậy thời gian không nhiều lắm tu thiên đế nâng lên tay hắn đầu ngón tay đã bắt đầu tiêu tán ngươi từ lúc bắt đầu sẽ biết tu thiên đế nhìn về phía lâm việt đồng thời phất tay gian trắng xóa ánh thiên kính thế giới nội hai người trung gian xuất hiện một cái bàn đá Lâm Việt khóe miệng dương lên, ngồi ở tới gần chính mình một bên ta. Sớm biết rằng, một khi lực lượng của ta vượt qua ngươi, đó là ngươi tiêu tán thời điểm, Lâm. Việt nói, bàn đá phía trước có một mặt bàn cờ, hắn cầm trong tay hắc tử, nâng lên tới. Người trước vẫn là ta trước, Tu Thiên Đế cũng là ở trước mặt hắn ngồi xuống, mỗi lần gặp mặt đều là đánh đánh giết giết, cũng thật sự nhàm chán, hắn cầm trong tay bạch tử lâm việt không có hạ ý tứ chính là làm hắn trước tay bạch tử rơi xuống ở giữa thiên nguyên lâm việt cười thật đúng là đặc biệt dứt lời hắn đồng dạng lạc tử ta vẫn luôn ở ngươi phía trước lại không phải bởi vì ta tưởng biến cường mà là ta sợ hãi bị ngươi đuổi theo tu thiên đế thở dài mở miệng giờ phút này hai người lại không phải trước kia gặp mặt vậy ngươi chết ta sống cục diện ngược lại như là nhiều năm không thấy bạn tốt tại hạ cờ đàm tiếu ta Thiên phú, nơi nào là tốt như vậy lấy, cũng trách ngươi lòng tham." Lâm Việt cười, "Lạc tử." Tu Thiên Đế đồng dạng cười nói, "Chính là lòng tham, cùng ngươi giống nhau lòng tham ta." "Cư nhiên còn tưởng vượt qua ngươi, có? Thể ánh thiên hóa mà ngươi thiên phú, nhưng là còn muốn so ngươi càng cường." Tu Thiên Đế lắc lắc đầu, "Hoặc là giết ngươi. Nếu là không có này một tầng quy tắc, Lâm Việt, ngươi ta chi gian." "Nhưng có cơ hội trở thành bạn tốt cái." này lúc trước đứng ở tinh vực mạnh nhất đế chủ chi vị tồn tại giờ phút này lại phảng phất một cái hài đồng dùng kia thanh triệt dựng đồng nhìn lâm việt có lâm trần chưa từng có nhiều giải thích chỉ có một chữ nhưng cố tình chỉ cần một chữ đối tu thiên đế tới nói cũng đủ ta lợi dụng ngươi được đến thiên phú ngươi cũng lợi dụng ta làm chính mình càng cường tu thiên đế chưa bao giờ như thế bình tĩnh quá có lẽ ở chân chính bại cho lâm việt lúc sau hắn mới có thể như thế bình tĩnh trở lại lâm việt chúng ta huề nhau rất lời tu thiên đế một tử rơi xuống bạch cờ đã là đem hắc tử thật mạnh vây quanh này kỳ đạo cũng coi như là đến từ ngươi tu thiên đế nói xong lâm việt lại là lắc lắc hắn người đã có chính mình tư tưởng sở đi mỗi một bước cũng đều đến từ chính ngươi lạc tử hắc cờ sát ra trùng vây ván cờ đột biến lợi hại tu thiên đế hít sâu một hơi ánh mắt kích động mà lại là đi rồi vài bước cờ lại là liên tiếp bị lâm việt khắc chế nguyên bản đại cục đã định xu thế lại là dần dần nghịch truyền đến từ ta chính mình sao tu thiên đế trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói người tán thành ta sao không có bất luận cái gì do dự lâm việt gật đầu tu thiên đế sau khi nghe xong cười to nói hảo cuối cùng ta không đến không thế giới này một lần hắn buông xuống đình trệ ở không trung bạch tử giờ phút này ban cơ thượng đã không có hắn có thể lạc tử địa phương như thế nào đi đều đã chú định sẽ thua ngươi ta lần đầu tiên giao thủ ta liền bị dọa lui tu thiên đế cười nhạt mở miệng trong đầu hồi ức ở nam giới tinh vực thời điểm hắn lấy nhân lại hình thái lần đầu tiên ra tay đó là ở sao trời nội chặn lại lâm việt chiến thuyền nhưng sau lại hắn bị Lâm Việt uống lui lúc sau, mới cảm thấy không thích hợp. Là, khi đó là làm bộ, ta đã ở khi đó, bị ngươi đả thương, Lâm. Việt đạm đạm cười, chuyện tới hiện giờ, cũng không có nửa điểm che giấu. Đệ nhị chiến, ta liên hợp quật mộ nhân tộc, Nam Mãng Hoang, tấn công kiếm tộc, khi đó ngươi. Đã gom đủ bốn kiếm ngũ tuyệt thần sát đại trận tu. Thiên đế tùy tay nâng lên, trong tay nhiều một cái chén trà, ở thế giới này. Tựa hồ hắn là duy nhất chúa tể, hoặc là nói. Vô tận năm tháng đã từng, hắn bản thân chính là này phiến thế giới, nhẹ nhấp một ngụm tu thiên. Đế mới tiếp tục nói, ta bại cho ngươi, bị thần niệm đế chủ cứu đi sau, chỉ có một tâm tư. Ta không thể lại kéo cho ngươi thời gian càng nhiều, muốn thắng ngươi cơ hội liền càng nhỏ bé. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là Lâm Việt lại là vẫn như cũ có chút kinh ngạc, ra hỏa này giơ tay nhấc chân thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau như đúc ngươi nói rất đúng lâm việt đồng dạng giơ tay hắn trong tay lại là cũng xuất hiện một ly trà nhưng này không phải lâm việt biến hóa mà ra hắn còn không có khống chế thần vật thế giới năng lực ngươi có lẽ là nhất hiểu biết ta người lâm việt cười tự nhiên minh bạch đây là tu thiên đế cho hắn uống một ngụm lâm việt lại nói cho ta thời gian càng nhiều thắng ta khả năng tính liền càng nhỏ thẳng đến cầm đế môn gặp mặt ta vô pháp lấy chân thân xuất hiện kia nói phân thân vẫn như cũ bại bởi ngươi lâm việt không nói gì hắn biết đây là tu thiên đế cuối cùng hồi ức mà hắn hồi ức lại là toàn bộ đều là lâm việt quỷ môn ngoại ta cho rằng chính mình thật sự có thể thắng ngươi một lần đáng tiếc ngươi đại quân buông xuống là lúc ta biết ta sai rồi tu thiên đế tự diễu cười thôi hồi tưởng quá vãng không có một lần là có thể thắng ngươi thật đủ mất mặt, Lâm Việt đã là kia ngàn vạn năm tiền tam nguyên hợp nhất tu luyện pháp môn. Ta đây có không biết ngươi chiến lực pháp tác gọi là gì, Tu Thiên Đế lại nói hỏi. Điều hòa, âm dương đại đạo thôi, có một số việc ngươi còn nhỏ cũng không hiểu, Lâm. Việt uống lên nước miếng, Tu Thiên Đế trên mặt run dày một chút, hảo đi. Ngươi là cái cực kỳ đáng sợ đối thủ, thua ở ngươi trong tay, ta cũng không mất mặt. Hắn chỉ tự nhiên là thần vật thân phận, lấy thần vật hóa người. Vốn là đã có sinh ra đã có sẵn bao trùm vạn vật ngạo khí, chỉ tiếc ở Lâm Việt trước mặt. Này cổ ngạo khí bị dần dần tiêu ma. Cũng thiết minh ta không có nhìn lầm người, được đến ngươi thiên phú. Ta đích xác được đến hoàn mỹ đại đạo căn cơ tu. Thiên đế đứng dậy, Lâm Việt nếu ta thua, liền cuối cùng vì ngươi làm chút chuyện đi, Lâm. Việt nâng lên hắc tử. Giờ khắc này, tu thiên đế thân ảnh, đã dần dần mơ hồ lên, tái kiến, bằng hữu của ta, lâm. Việt thanh âm nỉ non truyền ra, trong tay hắc tử hạ xuống, giờ khắc này. Bàn cờ thượng sở hữu bạch tử toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có mãn bàn cờ hắc tử, ngoại giới. Ánh thiên kính thượng, trong giây lát kính quang bạo trướng, mọi người hoảng sợ. Cho rằng tu thiên đế còn hết hy vọng không thôi thời điểm. Lại thấy kia kính quang lại là sông thẳng bầu trời, sở công hướng mục tiêu. Rõ ràng là sao trời ở ngoài kia hắc bảng đệ nhất phân thân. Chương 504 đệ tam pháp tắc thiên đạo. Làm càn, ngôn nãi này phương sao trời thiên đạo, sao? Trời bạo nộ tiếng sấm tiếng động vang vọng thiên địa, kia tận trời kính quang nội. Thình lình truyền đến tu thiên đế thân ảnh, thiên đạo lại như thế nào, ta cuộc đời này. Chỉ phục hắn. Phía dưới đại địa, ánh thiên kính đã là biến mất ở tại chỗ, Lâm Việt thân hình lần thứ hai xuất hiện ba đạo thân thể đồng thời nhìn về phía trên không nơi đó thật lớn ánh thiên kính lại là đền bù phía trước bị đánh xuyên qua tầng khí quyển lâm việt ánh mắt thâm thúy hắn biết đây là lâm tu ở bổ thiên cũng là ở ánh thiên một khi bị đụng tới mặc dù là thiên đạo cũng sẽ bị ngươi cướp đi lâm việt nhàn nhạt mở miệng chiến thể phân thân nháy mắt xuất hiện ở lâm việt bên người một tay nâng lên huyết khí như đau giờ phút này liên âm trên người đã là xuất hiện đến từ hắc bảng đệ nhất truyền tống lực lượng, Lâm Việt có thể cảm nhận được hắn. Sợ hãi, ở tu thiên đế liều chết tận trời giờ khắc này. Hắn sợ hãi, cánh tay như đao xẹt qua, liên âm cùng hắc bảng đệ nhất cuối cùng liên hệ. Cũng thình lình đứt gãy, tại đây đồng thời, vòm trời phía trên. Một đạo giống giận làm khắp tinh vực người đều tâm thần chấn động. Ánh thiên hóa mà, bắt đầu rồi, sư tôn, đó là, la tiêu sâm nuốt nuốt nước miếng, sớm đã đôi mắt chừng đến lão đại. Chẳng những là nàng, còn có ly quân, nữ bạt, dương khai đám người. Mặc dù đã đạt tới pháp tác tam trọng thiên cảnh giới, cũng là đồng dạng hoảng sợ vô cùng, thiên. Đạo kinh sợ sao trời lực lượng, vì sao một phân thành hai, người. Khổng lồ, người khổng lồ lại xuất hiện. Mọi người lần thứ hai nhìn thấy, kia còn chưa bị ánh thiên kính toàn bộ che đậy sao trời ngoại đã xuất hiện hắc bảng đệ nhất chân thân đáng chết hắn dùng để giám thị địa tạng vương cùng quỷ môn mọi người phân thân đã toàn bộ bị ánh thiên kính phục chế mặc dù giờ phút này thu hồi hắn đại đạo lại là đã yếu đi vài phần đến từ sao trời lực lượng lâm việt nâng lên tay giờ phút này toàn thân tản mát ra đáng sợ sao trời quang mang lâm tu ta cảm nhận được nhắm lại mắt giờ phút này lâm việt tu vi kế thần niệm cùng chiến thể lúc sau lần thứ hai đột phá thiên đạo pháp tắc lâm việt lẩm bẩm nói mặt khác lưỡng đạo phân thân đã là biến mất tam nguyên hợp nhất pháp tắc cảnh lâm việt một bước dẫm hạ đại địa vạn trượng nháy mắt hôi phi yên diệt mọi người nhìn qua thời điểm liền thấy lâm việt đã biến mất ở tại chỗ thật nhanh lần thứ hai xuất hiện khi lâm việt đã xuất hiện ở ánh thiên kính dưới chậm rãi thu nhỏ lại ánh thiên kính cùng kia phát ra thất sắc quang mang đế tâm cùng dừng ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, kia bị phục chế mà đi thiên phú. Cũng là tại đây một khắc rót vào hắn trong đầu, Lâm Việt hơi thở lần thứ hai bạo trướng. Thình lình đạt tới pháp tắc cảnh nhất trọng thiên đỉnh, chỉ kém một bước. Hắn là có thể bước vào nhị trọng thiên, Lâm Việt thu hồi rách nát ánh thiên kính, hắn biết. Tu thiên đế rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tái xuất hiện. Nhưng hiện tại không phải tự hỏi này đó thời điểm, ngươi không xứng khống chế thiên đạo, sao? trời ở ngoài, tù phạm mặt đã tràn ngập thế giới này, hắn dò ra đầu. Một trưởng hướng về Lâm Việt chộp tới, một trưởng này so với phía trước càng cường vài phần. Kia không phải nửa bước trí tôn, mà là chân chính trí tôn cảnh, cứ thế tôn ý nhập đạo sau, Lâm. Việt nâng lên tay tới, tam nguyên hợp nhất pháp tắc cảnh đồng thời ra tay, một trưởng đó là tam. Đại mạnh nhất pháp tắc, vĩnh hằng, điều hòa, thiên đạo. Pháp tắc vừa ra, toàn bộ quỷ môn thế giới lực lượng phảng phất bị lâm việt bớt thời giờ tiểu mị mị đám người đồng tử phóng đại. Lại là đã nhận ra giờ phút này lâm việt công lực so nàng còn mạnh hơn. Nàng muốn hỗ trợ thời điểm, lại thấy tám đại đế bảo đưa bọn họ toàn bộ ngăn cản xuống dưới, hiền. nhiên lâm Việt có tâm không cho bọn họ ra tay, nổ vang trực tiếp ở không trung nổ vang, hắc bảng. Đệ nhất một trưởng này, bị lâm Việt ngăn cản xuống dưới, không có khả năng. Hắc bảng đệ nhất hoảng sợ tiếng động truyền đến, đĩa tạng đã chết, ngô nãi này phương trí cường, sau khi nghe xong, tìm. Lớn một chút địa phương đánh đi, lâm. Việt khóe miệng dương lên, thân hình lần thứ hai biến mất. Trực tiếp chạy ra khỏi quỷ môn tinh vực. Pháp tắc thêm thân, lâm Việt một tay nâng lên, tám đại đế bảo phá không mà đến. Toàn bộ xuất hiện ở hắn bên người, hơn nữa lâm Việt trên người đế tâm, này phiến sau trời chín. Đem chìa khóa, khi cách mấy vạn năm sau, lần đầu tiên tề tụ. Người thế nhưng thật sự tìm trở về, hắc. Bảng đệ nhất cam tức nhìn Lâm Việt. Hắn giống một viên so quỷ môn tinh vực còn muốn thật lớn sao trời, Lâm Việt ở trước mặt hắn. Thân thể căn bản liền bụi bặm đều không tính là, môn cũng nên khai, hắc. Bảng đệ nhất lần thứ hai mở miệng. Đôi tay nâng lên, giống như khởi động vũ trụ người khổng lồ, ở hắn giơ tay đồng thời. Toàn bộ sao trời, ầm ầm chấn động, vây ta một vạn năm, ngươi còn tưởng lại vây khốn ta sao, chấn. Động tâm thần tiếng giống giận không ngừng truyền đến. Hắc bảng đệ nhất trên người, một đạo siêu việt pháp tác lực lượng trực tiếp oanh hướng vũ trụ. Chỗ sâu trong, đó là trí tôn lực lượng, pháp. tác mượn đường, trí tôn tự thành đại đạo, thứ này cứ thế tôn ý nhập đạo. Tự hồ so la minh trí tôn huyết càng cường vài phần. Lâm Việt lầm bầm tự nói, giờ phút này tinh vực chúng sinh không một không tâm thần run rẩy mà thấy được một màn này, kia trí tôn ý oanh kích phương. Hướng, đột nhiên gian, xuất hiện một đạo tiếng vọng, đánh tới thứ gì, vũ. Trụ vô biên vô hạn, vì sao sẽ có tiếng vọng? Lâm Việt ánh mắt nhìn ra xa mà đi, liền thấy hắc bảng đệ nhất đã tiến lên trước một bước, đãi. Ngô mở ra kia đạo môn, lại đến giết ngươi, rớt. Lời, hắn thật lớn thân hình chính tới gần tiếng vọng nơi phát ra. Lâm Việt khóe miệng cười, bên ngoài đồ vật nếu biết môn bị ngươi mở ra. Kia thế giới này mọi người, cũng sẽ chết, phía. Sau, là tiêu sâm, dương khai, nữ bạt, ly quân, bạch tuyết trần năm người. Lúc này này phiến sao trời mạnh nhất chiến lực, đã toàn bộ xuất hiện ở Lâm Việt trước mặt. Tông chủ, chúng ta nên làm như thế nào, dương? Khai không có tùy ý ra tay, nhưng là nhìn thấy hắc bảng đệ nhất hướng về vũ trụ chỗ sâu trong mà đi, trên mặt cũng là nhịn không được lo lắng lên, hắn không biết nơi đó tồn tại cái gì. Nhưng nếu đó là hắc bảng đệ nhất bước vào trí tôn mục đích, kia nhất định không thể làm hắn thực hiện được, Lâm Việt nhìn mắt ly quân, người sau lập tức nói. Ta nghe ngươi, nói xong, Lâm Việt đó là đem ánh thiên kính giao cho nàng, tuy rằng tổn hại. Nhưng bên trong tự thành thế giới hẳn là còn ở, Lâm việt nhìn về phía mọi người đem mọi người mang tiến vào nơi này sở hữu nữ bạt đồng tử phóng đại nàng không rõ mọi người là có ý tứ gì này phiến sao trời mọi người lâm việt rơi xuống một câu đó là một bước bước ra truy hướng về phía hắc bảng đệ nhất hắn rời đi sau chỉ còn lại có chố mắt ở nơi đó năm người quốc sư ý tứ là đem mọi người cất vào nơi này sau, bạch Tiết Trần ánh mắt dừng ở bàn tay đại ánh thiên kính thượng, còn lại người cùng hắn giống nhau. Có loại dự cảm bất hảo, kia đạo môn không thể khai, một khi bị mở ra, nơi này mọi người đều sẽ chết. La Tiêu Sâm lập tức hiểu được cũng chỉ có nguyên nhân này sẽ làm Lâm Việt muốn đem mọi người mang đi, nghe sư phụ, La Tiêu Sâm lập tức mở miệng. Còn lại bốn người cũng là đã nhận ra không ổn, nhưng là bọn họ mặc dù trong lòng cũng ở rất nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng biết không thể lại kéo dài đi xuống, tu. Là đế môn, đồng đế môn giao cho ta, là tiêu sâm lập tức nói. Trường 505 thần thương hắc cánh, mạnh nhất trạng thái. Kiếm đế môn, thần niệm đế môn giao cho ta, dương. Khai cũng là phối hợp nói, nữ bạt, ly quân đám người, cũng là gật đầu phối hợp. Từ ly quân đi trước ngoại vực cùng nội vực đến nỗi nữ bạt tác phụ trách mang đi quỷ môn hiện tại mấy trăm vạn người này hết thầy tới quá nhanh chính là bọn họ không đối mặt sao trời đại đào vong hiện tại đã bắt đầu rồi đế môn tinh vực một khác sườn lâm việt chậm rãi tự chuyện đưa trong trận xuất hiện hắn trước mặt rõ ràng là một cánh cửa một đạo phảng phất vô biên vô hạn cửa gỗ cổ xưa mà thần thánh hơi thở phát ra mà ra trên cửa không có bất luận cái gì phàm tục điểm xiết nhưng cố tình ở nó xuất hiện một khác mặc dù là lâm việt. Trong lòng cũng là nhất thời có chút bản năng kính sợ chỉ. Có đạt tới mà trí tôn mới có thể làm ngươi hiện thân. Lâm Việt chậm rãi mở miệng, thân thể chung quanh chín đem chìa khóa. Đã là tự hành chấn động lên, này cửa gỗ tự trung gian tách ra hai phiến, mà kia hai cánh cửa xác. Nhập vị trí, thình lình có chín thật lớn lốc xoáy này lốc xoáy nội, phảng phất có triệu hoán lực lượng, ở hấp dẫn chìa khóa tiến vào, không? Có khả năng, người vì sao nhanh như vậy, Lâm? Việt phía sau bỗng nhiên hắc ám một mảnh, đó là hắc bảng đệ nhất chạy đến. Hắn tự nhiên không biết, Lâm Việt là dùng truyền tống trận tiến đến, mà những cái đó truyền tống. Trận, vốn dĩ chính là vô số tuế nguyệt nội bị quên đi đồ vật tàn phá bất kham. Thậm chí chẳng những những người khác nhìn không thấy, liền bình thường sử dụng đều không được cũng chỉ có lấy Lâm Việt biết đến đặc thù phương pháp. Có thể lại sử dụng một hai lần, một khi bị hao hết cuối cùng truyền tống lực lượng. Đó chính là hoàn toàn biến mất ở này phiến thế giới, mặc dù là Lâm Việt. Cũng rốt cuộc tìm không trở về, ta tự nhiên có ta biện pháp. Lâm Việt nhướng mày, hắc bảng đệ nhất đã là đối hắn ra tay, không thể lưu ngươi, hắc. Bảng đệ nhất sát ý đã quyết kẻ hèn một tinh mà trí tôn, thật đương chính mình vô địch, Lâm. Việt buông tay, chín đem đế bảo thình linh hội tụ. Đế kiếm ở phía trước, đế khí ở trung, đế đỉnh ở phía sau. Thình linh hình thành một phen trường thương. Đế bảo hợp nhất, hắc bảng đệ nhất trưởng lực buông xuống, lâm việt thân khoác đế giáp. Trong tay tám kiện đế bảo hóa thành trường thương, chậm rãi nâng lên. Mũi thương cùng hắc bảng đệ nhất trưởng lực nổ vang ở bên nhau, khủng bố nổ mạnh trực tiếp, khuếch tán mở ra tới gần hai người chiến đấu mười vạn trượng phạm vi ngôi sao nhỏ trong khoảnh khắc trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát chấn thành mảnh nhỏ sau trời nội còn ở đem mọi người tập hợp nhập ánh thiên kính ly quân thình lình đã nhận ra như thế đáng sợ chiến đấu lâm việt cố lên nàng hạo xỉ khẽ cắn bỗng nhiên có loại tự trách cảm giác mặc dù kế thừa địa tạng vương lực lượng chính là ở cuối cùng thời điểm vẫn là không thể giúp cái kia thiếu niên hắn như là một tòa núi lớn chắn mọi người trước mặt lại cũng chặn sở hữu tai nạn chẳng những là ly quân còn có những cái đó sở hữu nhận thức lâm việt người cũng vào giờ phút này tự phát về phía sau trời chiến trường truyền đến chấn động phương hướng thật sâu bái quyền đế bảo hợp nhất thì tính sao hắc bảng đệ nhất cắn răng mở miệng trong tay xích sắt bó nơi tay cánh tay phía trên như sao trời nện xuống tiếp bổn tọa thiên ma tôi thần một kích lâm Việt cắt một tiếng, trong tay trường thương huy động, sao trời hơi thở kích động. Ba đạo vô thượng pháp tắc bao vây tại đây đêm này phương sao trời mạnh nhất thần binh phía. Trên, nên là lúc Lâm Việt lời nói rơi xuống, tinh vực mỗ một chỗ địa phương. Lúc trước đế sư Lý Dạ sớm đã mang theo tắc đưa thư các trốn chạy, mà yêu quật lại là còn ở nơi. Đó, giờ phút này yêu quật nội, hắc quang trực tiếp che đậy này phiến hải dương, ngay sau đó. Hắc Vũ phóng lên cao, buông xuống kia cửa gỗ trước mặt, ngươi thế nhưng còn có át chủ bài, hắc. Bảng đệ nhất hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Việt, thật lớn đồng tử không dám tin tưởng. Bởi vì Lâm Việt phía sau, thật lớn màu đen cánh chim, chính chậm rãi triển khai, rốt. Cuộc có thể, hoàn mỹ mà khống chế ngươi, cảm. Nhận được cùng hắc vũ lực lượng hợp hai làm một quen thuộc phạn thiên quả chi lực. Đồng dạng hỗn loạn trong đó kẻ hèn mà trí tôn, cũng yêu cầu bổn hoàng ra tay, hắc. Vũ thanh âm truyền đến, mang theo một tia khinh thường, yên. Tâm, làm ngươi tới không chỉ là đối phó hắn, lâm. Việt chậm rãi mở miệng, phía sau cửa, có càng cường đồ vật đang chờ ngươi, rất lời. Lâm Việt bước chân một bước, phía sau hắc cánh phát ra khủng bố phá tiếng gió, trong tay thần. Thương hóa thành từng đạo tàn ảnh, cùng thiên ma một kích va chạm ở bên nhau, bổn tọa bố cục vạn năm, đi đến này bước, không người có thể chắn ta, hắc. Bảng đệ nhất tức giận truyền đến. Khả lâm càng lại là ánh mắt trở nên sắc bén lên, lấy tam nguyên hợp nhất pháp tắc cảnh. Hắn liền có thể ngăn trở đối phương một trường, hơn nữa đế giáp cùng thần thương. Hắn chiến lực đã không ở một tinh mà trí tôn dưới. Giờ phút này hắc cánh thêm thân, lâm Việt sở hữu át chủ bài ra hết, hắn lực lượng đã vượt qua hắc bảng đệ nhất trở thành này phiến sao trời chân chính mạnh nhất ầm 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 tiếng vang chấn động một quyền một thương lần thứ hai phân tán bổn tọa còn chưa xuất toàn lực hắc bảng đệ nhất chắp tay trước ngực thiên đạo thêm thân sinh linh mất đi chết lâm việt ánh mắt chợt lóe liền thấy kia thật lớn hắc ảnh trước mặt sao trời pháp tắc bị hắn toàn bộ hấp dẫn mà đến như phía trước hắn theo như lời hiện tại hắc bảng đệ nhất đã thay thế được địa tạng vương Trở thành này phiến sao trời thiên đạo, đáng tiếc ta cũng là thiên đạo, Lâm. Việt Huy thương dựng lên, sao trời nội pháp tác, đồng dạng bị hắn lôi kéo mà đến. Đó là Lâm Tu vì hắn làm cuối cùng một sự kiện, nếu Lâm Tu ở nữ bạt ngoài điện thắng Lâm Việt Đại. Quân, kia Hắc Bảng đệ nhất buông xuống thời điểm, hắn có thể trước một bước phục chế thiên đạo. Khi đó có lẽ sẽ trở thành cùng Lâm Việt. Hắc Bảng đệ nhất Tam Phương đối lập cục diện, đáng tiếc Từ Dương Khai đám người sau khi xuất hiện lâm tu liền động thủ cơ hội đều không có lúc này mới toàn bộ tiện nghi cho lâm việt theo hai cổ tượng trưng sao trời thiên đạo lực lượng lẫn nhau va chạm lâm việt cùng hắc bảng đệ nhất đồng thời lui ra phía sau vài bước kéo ra khoảng cách sau bọn họ tự nhiên biết giờ phút này tinh vực mỗ một chỗ đã có một viên ngôi sao nhỏ bởi vì bọn họ hai người dẫn động thiên đạo pháp tắc trực tiếp khô héo xuống dưới thực vật yêu thú, toàn bộ tại đây một khắc mất đi sinh cơ. Đáng chết, mà đế vạn năm trước mang đi ánh thiên kính. Cuối cùng thế nhưng vì ngươi sử dụng, hắc, bảng đệ nhất đầy mặt không cam lòng, hắn biết giờ khắc này. Chính mình đã bắt không được lâm Việt, lại tiếp ta nhất chiêu, hắc. Bảng đệ nhất huy động tứ chi xiềng xích, kia thô to xiềng xích tự sao trời cắt tới, chuyển đến đáng sợ kình phong. Lâm Việt toàn thân quần áo bị thổi đến bay lên, hắc cánh huy động né tránh xiềng xích nhưng giờ phút này hắn xem đều không xem những cái đó xiềng xích mà là nhìn. Phía sau trời cửa gỗ ngoại, hắc bảng đệ nhất hư hoàng nhất chiêu, chỉ là muốn lưu lại Lâm Việt, quỷ tâm tư thật nhiều, Lâm. Việt buông tay, tùy ý đối phương đánh vào trên cửa, nổ vang tiếng động truyền đến. Bổn tọa cứ thế tôn tu vi, phá ngươi vạn năm cầm tù, ngục tôn đã chết, này phương sao trời không người lưu ta, lâm vào điên cuồng thanh âm lần thứ hai quanh quẩn sao trời vạn vực, lâm. Việt lạnh nhạt mà nhìn hắn và chạm cửa gỗ, rời đi, thật sự như vậy hảo sao, lâm. Việt nhàn nhạt hỏi, không có người trả lời hắn, chỉ có không ngừng tiếng đánh âm truyền đến, hồi lâu, kia cửa gỗ rốt. Cuộc không chịu nổi hắc bảng đệ nhất lực lượng, hai cánh cửa trung gian, bắt đầu nứt ra rồi. Trường 506 Phương Nghi Đạo Giới Khai, hắc bảng đệ nhất xúc lực một kích ầm ầm lần thứ hai toàn lực đụng phải đi lên, ầm ầm ầm, cửa gỗ rốt cuộc mở ra, quang mang tự phía. Sau cửa chiếu sáng toàn bộ sao trời, cùng lúc đó, là tiêu sâm, dương khai, ly quân đám người. Đã toàn bộ đã đến. Mọi người, đều vào được, chẳng những là mấy người bọn họ, liền dược đế môn đế chủ. Đồng đế môn đế chủ, cầm đế môn đế chủ. Cũng là đồng thời xuất hiện ở lâm việt bên người, bọn họ tự nhiên biết đã xảy ra cái gì mặc dù không biết lấy lâm việt hiện tại hắc cánh trạng thái bộc phát ra tới uy áp cũng đủ để cho đế chủ cấp tâm thần chấn động kính đã lâu cầm đế môn quốc sư đại danh dược đế chủ bái quyền cười nói đồng đế chủ cũng là đồng dạng tiến lên nghe nói tu thiên đế thua ở quốc sư trong tay lần này đại ân ta đồng đế môn mang ơn đội nghĩa một bên cầm đế môn cầu thị đồng đế chủ lúc trước chính là hắn đả thương chính mình Khả Lâm càng không nói gì, cầm đế chủ cùng hắn đánh qua vài lần giao tế. Tự nhiên Minh Bạch lúc này, Lâm Việt căn bản mặc kệ bất luận kẻ nào, cùng Dương Khai giống nhau. Cái này lão giả ở Lâm Việt trước mặt, bắt đầu một lần nữa học tập làm người. Kia tòa cửa gỗ, là khi nào tồn tại, bổn tọa thế nhưng chưa bao giờ gặp qua kia. Mấy cái đế chủ thấy Lâm Việt không để ý tới bọn họ, liền nói sang chuyện khác mắt thấy trước mặt vô biên vô hạn cửa gỗ mở ra lập tức lấy bọn họ tâm cảnh cũng là chấn động không thôi tù phạm ta đế môn sách cổ ghi lại đế thống thời đại tới nay sao trời nội từng có một cái phản đồ lúc trước mở ra sao trời chi môn làm bên ngoài thế giới người xâm lấn chúng ta đồng đế chủ ánh mắt rừng ở lâm việt thân xuyên đế giáp thượng lại là chút nào không dám hỏi lâm việt bất luận cái gì vấn đề tiểu tử này cảnh giới chỉ có pháp tắc nhất trọng thiên, nhưng vì ta tổng cảm thấy, chính mình có lẽ không phải hắn nhất chiêu chi địch. Kia dù sao cũng là truyền thuyết, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tù phạm chân thân, thân. Cao mười vạn trượng, có thể so với thiên địa, sẽ không sai. Chính là trong truyền thuyết tù phạm không? Thể tưởng được lão phu sinh thời còn sẽ nhìn đến thứ này hiện thân. Mấy đại đế chủ sôi nổi tâm thần chấn động nhìn cửa gỗ ngoại thật lớn thân ảnh, đều là nhớ tới đế thống thời đại lưu lại truyền thuyết chẳng những là đế chủ cấp bởi vậy kinh ngạc cảm thán lâm việt bên người còn đi ra một người cao lớn nam tử này nam tử thân cao quá trượng chính là một tôn phật đà bộ dáng đúng là lúc trước lâm việt ở tứ phương tinh vực cứu ra tu di đại tôn thiện tài thiện tay bất quá ngắn ngủn thời gian thí chủ cảnh giới đã là đăng phong tạo cực tu di đại tôn hướng về lâm việt xong thủ hợp trường Đại sư khách khí, Lâm Việt duy nhất trả lời một câu, so với những cái đó đế chủ cấp nhân vật. Giờ phút này mọi người hiển nhiên xem ra tới, Lâm Việt càng thêm tôn kính. Là cái này chỉ có quá thượng cảnh đỉnh tu vi lão hòa thượng. Năm đó tù phạm cùng quỷ đế cùng phản bội phương nghi đạo giới, thế cho nên ma đế ngã xuống. Quỷ đế phản bội đi, bảy đế phong tỏa phương nghi đạo giới, chúng ta vĩnh viễn vây ở nơi này tu di đại tôn thâm thúy trong ánh mắt lộ ra hồi ức lâm thí chủ hẳn là cũng biết hiểu chuyện quá khứ địa tạng vây khốn tù phạm mà phương nghi đạo giới còn lại là bị bảy đế bảo vệ lại tới chỉ tiếc tù phạm không hiểu lâm việt bình tĩnh mà mở miệng chính như phạm sai lầm người thường thường không biết chính mình phạm vào đại sai cố tình chỉ nghĩ thoát tội tu di đại tôn lắc đầu thở dài cái này tù phạm một lòng chỉ nghĩ rời đi nhưng là bảy đế bảo hộ một khi bị đánh vỡ, này phiến tinh vực sở đối mặt. Chính là vạn năm trước tử địch, cũng không biết thiên mạc bát hoang. Hiện giờ còn có thể không có chúng ta nơi dừng chân. Lâm Việt thấy hắn đầy mặt nghi hoặc đó là ấn chính mình 10 vạn năm ký ức. Giải thích một câu, bát hoang chính là vạn năm trước thiên mạc, hiện giờ nơi đó. Đã gọi là thiên mạc chín giới. Rất lời tu di đại tôn không khỏi mà nhìn về phía lâm việt thí chủ đã đi qua thiên mạc lâm việt tùy ý phụ họa một câu xem như đi hắn không có nhiều lời tu di đại tôn cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng mà hai người đối thoại lại là làm mấy đại đế chủ hòa bạch tiết trần đám người không hiểu ra sao thiên mạc lại là rất nhiều năm chưa từng nghe qua tên cầm đế chủ lẩm bẩm tự nói nhìn phía kia thật lớn hắc bảng đệ nhất giờ phút này chính chậm rãi mở ra cửa gỗ. Lâm Việt, bổn tọa ở thiên mạc chờ ngươi, kia. Hắc bảng đệ nhất say người, màu đỏ tươi ánh mắt rừng ở Lâm Việt trên người, cảnh cáo một câu. Đó là bước ra môn, Lâm Việt không có nói bất luận cái gì nói, chỉ là khóe miệng dương lên. Này phiến tinh vực, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bên ngoài là cái dạng gì thế giới, phương. Nghi đạo giới bị quên đi vạn năm, nhưng là về sau, thiên mạc chín giới nên gọi thiên mạc mười giới lâm việt ánh mắt nhìn phía cửa gỗ đó là đế thống thời đại bảy đế thiết hạ bảo hộ phương nghi đạo giới cuối cùng cái chán này cửa gỗ ngoại giới vô pháp mở ra nhưng mà từ phương nghi đạo giới bên trong cũng chính là đế môn tinh vực tứ phương tinh vực nơi địa phương lại chỉ cần bước vào trí tôn cảnh liền có thể mở ra quốc sư khiến cho hắn như vậy đi rồi sao cầm đế chủ vẫn là nhịn không được mở miệng, mặc dù lấy bọn họ ngươi lịch duyệt. Cũng là căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ở đây cũng chỉ có Lâm Việt cùng Tu Di đại tôn. Đối này phiến tinh vực vạn năm trước quá khứ biết được, đi không xa. Lâm Việt nhìn về phía một bên Ly quân, người sau lập tức ngoan ngoãn mà đem ánh thiên kính đem ra, mọi người đều ở chỗ này, còn có tinh vực tài nguyên, hảo, Lâm Việt gật đầu, lời còn chưa dứt đã là nghe được chấn động tinh vực vang lớn truyền đến. Phương nghi đạo giới, giao ra đế bảo siêu. Việt Hắc Bảng đệ nhất đáng sợ thanh âm trong dây lát tự cửa gỗ mặt sau truyền đến, ngay sau đó. Đó là thấy cửa gỗ hoàn toàn mở ra, nơi đó, một đạo trưởng lực trấn áp mà xuống. Lại là đánh lùi Hắc Bảng đệ nhất. Này, đây là cái gì hơi thở, pháp tắc phía trên cường giả. Phía sau cửa có pháp tắc phía trên cường giả, mấy đại đế chủ tâm thần hoảng sợ ở kia trưởng lực dưới mọi người tu vi nhịn không được tự hành run rẩy lên thiên mạc chín giới có người không hy vọng phương nghi đạo giới tái xuất hiện tu di đại tôn gắt gao nhíu mày đáng tiếc bần tăng hiện giờ công lực nếu là vạn năm trước hắn công lực có lẽ có thể chống đỡ được đối phương nhưng là vạn năm qua đi tu di đại tôn lại vì tinh vực tiêu hao quá nhiều thế cho nên hiện giờ tu vi, căn bản liền năm đó một phần vạn đều không đến, phóng. Ta đi ra ngoài, quỷ đế, quỷ đế. Hắc bảng đệ nhất gào giống không ngừng, lại ở kia một trưởng dưới. Thật lớn thân hình bị gắt gao chấn áp, phịch một tiếng, cả người quỳ gối cửa gỗ thượng, lưu. Người ở phương nghi đạo giới, chính là vì mở ra bảy đế kết giới, trường cung. Người làm được thực hảo. Kia ngập trời trưởng lực nơi phát ra, truyền đến khạc khạc thanh âm, quỷ đế, đáng chết đồ vật ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắc. Bảng đệ nhất phủ phục trên mặt đất trưởng lực dưới, toàn thân thấm huyết. Hắn bên ngoài cơ thể xiềng xích cũng tại đây một khắc nhất nhất đứt gãy. Làm cằn, bản đế nãi thương nguyên nói giới chi chủ, há là ngươi có thể thẳng hô chết. Chói tai phi người thanh âm lần thứ hai truyền đến, bản đế ngày nào đó lên trời là lúc. Sẽ cảm tạ ngươi vì bản đế mở cửa, đưa lên đế bảo chi công. Chương 507 vốn nên vô cùng huy hoàng thời đại, xuống dốc. Ầm ầm ầm, hắc bảng đệ nhất tứ chi ca ca rung động, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, một màn này. Phát sinh mà quá nhanh, làm phương nghi đạo giới người toàn bộ chấn động không thôi. Liền hô hấp đều mất tự nhiên lên. Ai có thể nghĩ đến, cái này mưu hoa vạn năm. Rốt cuộc mở ra tinh vực chi môn đáng sợ tồn tại, lại là ở mở cửa một khác, ngã xuống môn hạ Lâm. Việt, Hắc Bảng đệ nhất dùng hết cuối cùng một tia khí lực nhìn về phía Lâm Việt. Hắn phía trước cảm thấy kỳ quái, vì sao Lâm Việt không ngăn cản chính mình mở cửa, ngược lại cho hắn cũng đủ thời gian. Đi phá khai tinh vực chi môn, hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch ngươi. Đã sớm biết hắn ở chỗ này, nơi xa, Lâm Việt thần sắc bình đạm mà nhìn này hết thảy. Cùng những người khác hoảng sợ biểu tình so sánh với, Lâm Việt ánh mắt Giờ phút này mặc dù là hắc bảng đệ nhất, đều cảm thấy đáng sợ, bồn. Tọa tính kế địa tạng, tính kế phương nghi đạo giới, mặc dù là đế thống thời đại. Bổn tọa cũng coi như kế ma đế. Hắn gào giống, khóe miệng không ngừng mà phun ra huyết tới, cửa gỗ dưới, từng đoàn huyết vụ bốc. Lên dựng lên, kết quả là ta lại bị quỷ đế cùng ngươi tính kế, lâm việt. Ta không cam lòng, cuối cùng một câu rơi xuống, oanh một tiếng kia mười vạn trượng thân hình lại là trực tiếp thành một bãi máu loãng, mọi người nói không ra. Lời, nhưng mà giờ phút này, Lâm Việt lại là thân hình chợt lóe xuất hiện ở hắc bảng đệ nhất tử. Vòng vị trí, nơi đó, một đạo thúy lục sắc quang điểm, chỉ có lớn bằng bàn tay. Lúc này giống như có linh trí tự hành hướng Lâm càng bay tới, dừng ở người sau lòng bàn tay. Nội, quang điểm phía trên, tản mát ra đáng sợ lực lượng cùng lúc trước thất sắc huyết hoa yêu liên luyện ra trí tôn huyết thuộc về cùng cấp bậc nhưng lại có điều bất đồng đó là trí tôn ý bốn loại nơi phát ra chi nhất trí tôn cốt đây là làm ta cấp ra báo thù sao trưởng lực tiêu tán lâm việt nhìn phía sau cửa kia chậm rãi vào lão giả một thân tà mị cùng quỷ dị hơi thở ánh mắt tỏa định lâm việt lấy tới người nọ mở miệng trong nháy mắt đáng sợ hấp lực trực tiếp cuốn lấy lâm việt nổ vang tiếng động tự Lâm Việt toàn thân vang lên, phanh phanh phanh, chỉ là một câu. Lâm Việt máu đó là trực tiếp xuyên thấu ra tới, Lâm Việt gắt gao cắn răng. Đế giáp quang mang xuất hiện, khóa lại này đó máu, ngô. Đế giáp ở trong tay ngươi. Quỷ dị lão giả vẻ mặt tái nhợt, này thân hình giống như một khối chết đi nhiều năm thi thể. Nhưng là ở nhìn thấy Lâm Việt đế giáp phòng hộ quang mang khi, lại là hai mắt hiện lên một tia ánh sao trường cùng buông xuống tôn cốt cho ngươi lại người mang đế giáp nhưng thật ra tỉnh bản đế thời gian quỷ dị lão giả lần thứ hai mở miệng một tay nâng lên năm ngón tay thành chảo lâm việt chung quanh thời không nháy mắt uy áp đồ tăng vạn lần nguy hiểm ly quân thân hình xuất hiện ngăn cản ở lâm việt trước mặt cùng lúc đó nữ bạt dương khai bạch tiết trần còn có một loại đế chủ cấp toàn bộ tại đây một khắc ra tay pháp tắc bất quá con kiến quỷ dị lão giả một tay ném ra, lại là làm phạm vi vạn trượng sao trời bỗng nhiên vặn vẹo, coi. Thường chúng ta, người từ ngoài đến, cút đi. Là tiêu sâm, dương khai đồng thời hô tu là huyết đế thần công cùng vô thượng kiếm đạo cùng công. Tới, lại là đang tới gần đối phương vạn trượng khoảng cách khi, bỗng nhiên biến mất vô tung, sao? Có thể, vạn trượng vùng cấm. Đế chủ cấp toàn bộ ra tay, nhưng mà căn bản vô pháp đánh vào người này kết giới nội, không? biết tự lượng sức mình, quỷ dị lão giả cười lạnh một tiếng, sát khí tái hiện. Vạn trượng thời không bỗng nhiên hóa thành vô số trường thứ, thối lui. Lâm Việt lạnh giọng hô, hắc cánh triển khai, đối thủ này như thế nào, thiên? Chí tôn, tiểu tử ngươi tìm chết sao? Hắc vũ giận dữ hết, vẫn là bước vào thiên chí tôn ít nhất 30 năm tồn tại. Cùng cái kia vừa mới bước vào một tinh mà chí tôn ngu xuẩn, như thế nào có thể đánh đồng, sớm? biết rằng ngươi không đáng tin cậy lâm việt bất đắc dĩ thần thương vì giới trong tay thần thương trung tâm mất đi càn khôn côn bỗng nhiên biến đại đường ngang mọi người trước mặt kia không gian bạo thứ nổ vang mà đến bọn họ trốn tránh không kịp may mắn mất đi càn khôn côn tre ở bọn họ trước mặt nhưng mà đáng sợ va chạm lực vẫn như cũ làm trừ bỏ lâm việt cho rằng mọi người phun ra một búng máu tới bản đế đế luân còn có kia mấy cái lão quỷ đế bảo toàn bộ ở trong tay ngươi quỷ dị lão giả nhìn chằm chằm lâm việt trong tay thần thương mặt trên đế kiếm cùng mất đi càn khôn côn trung gian một bộ phận đúng là từ đế luân liên tiếp bản đế đế luân ly quân cùng nữ bạt đồng thời hít hà một hơi hắn là quỷ đế đại nhân nữ bạt nhìn chằm chằm đối phương mà ly quân còn lại là nhìn về phía lâm việt tựa hồ chỉ có từ lâm việt trong tay biết được đáp án nàng mới có thể tin tưởng chính xác ra bất quá là tạ ác quỷ đế một cái phân thân thôi lâm việt nhàn nhạt mở miệng giao ra đế bảo cùng chí tôn cốt bản đế có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm quỷ đế phân thân lạnh giọng truyền đến ly quân trường lớn mắt nghe được lâm việt lời nói sau nàng hô hấp dồn dập quỷ đế chúng ta quỷ môn tổ tiên còn chưa chết nhưng là nàng trong lòng càng thêm nghi hoặc chính là nếu quỷ đế không có chết kia lại vì sao bị chắn này phiến sao trời ở ngoài, hắn một trưởng đánh chết hắc bảng đệ nhất. Này nhìn như là một chuyện tốt nhưng ly quân không phải ngốc tử. Tự nhiên từ mới vừa rồi hắc bảng đệ nhất cùng quỷ đế phân thân lời nói chung. Nghe ra không ít vấn đề, hơn nữa hiện tại quỷ đế phân thân. Hiển nhiên chỉ có một mục đích, giết bọn họ, cướp đi đế bảo. Này nơi nào như là này phiến sao trời chín đại người thống trị chi nhất này căn bản chính là một cái người từ ngoài đến xâm lấn tín hiệu, đế. Thống thời đại sở dĩ hạ màn, cũng là bại hắn ban tặng. Lâm Việt đối với quỷ đế phân thân khinh thường cười, tuy rằng không phải chân thân tiến đến. Nhưng ký ức hẳn là giống nhau, đúng không, quỷ đế kia? Quỷ đế phân thân hít lại mắt, phương nghi đạo giới người, vẫn là như vậy làm bản đế chán ghét. Kia cũng không có biện pháp, rốt cuộc ngươi phản bội nơi này, thế giới này vạn năm trước đã đem ngươi bài xích bên ngoài lâm việt mở miệng hết sức thần thương phía trên đế tim đập giật mình thần thương hoành khởi lâm việt cười ngươi xem mà đế còn đang trách ngươi đâu sau khi nghe xong tất cả mọi người không hiểu ra sao chỉ có kia quỷ đế phân thân phảng phất bị lâm việt những lời này kích thích đáy lòng bí mật vô tri hậu bối há có thể biết vạn năm trước cường giả vĩ đại là rất vĩ đại, năm đó ma đế cùng ngươi là là bạn thân, đem ánh thiên kính bí mật nói cho ngươi. Chỉ tiếc, Lâm Việt ánh mắt thâm thúy, làm những người khác phảng phất quên mất hiện tại khốn cảnh. Mà là nín hơi nghe lời hắn, mặc dù là kia quỷ đế phân thân, cũng là trầm mặc xuống dưới. Chỉ nghe Lâm Việt tiếp tục mở miệng, ngươi bán đứng ma đế. Dẫn mặt khác tám vị đại đế đem này bao vây tiểu trừ, lại sấn bọn họ trọng thương hết sức liên hợp mặt khác nói giới muốn nuốt vào phương nghi đạo giới cục thịt mỡ này quỷ đế phân thân gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt còn lại người còn lại là càng thêm tim đập nhanh hơn đế thống thời đại đối bọn họ tới nói quá mức xa xôi chính là giờ phút này từ lâm việt trong miệng nói ra những lời này tới lại là đưa bọn họ phảng phất mang về đế thống thời đại cái kia chín đế tranh phong niên đại cái kia vốn nên vô cùng huy hoàng thời đại, lại là bởi vì quỷ đế ly rán, ma đế ngã xuống. Bảy đế bị thương lúc sau, bắt đầu xuống dốc. Trường 508 ta đang đợi ngươi, vẫn luôn đều ở. Lâm Việt khóe miệng dương lên, sai xử người của ngươi, là bích lạc nói giới đi, câm. Miệng bản đế chính là thương nguyên nói giới chi chủ, cùng bích lạc nói giới cùng ngồi cùng ăn. Đâu ra sai sử vừa nói, quỷ đế phân thân sát ý tràn ngập ở trong mắt hắn lâm việt cùng này phiến tinh vực mọi người đã là chết người người chết nói ra nói không có người sẽ nghe được quỷ đế lần thứ hai nói lâm việt cười vạn năm trước mà đế ngã xuống bích lạc công tới phương nghi đạo giới thế giới ý thức hao hết lực lượng cùng bảy đế đánh lùi bích lạc hắn chỉ vào quỷ đế mà ngươi cũng bị phương nghi đạo giới một phân thành hai thành quỷ đế cùng địa tạng vương lời này vừa nói ra nữ bạt ly quân còn có tất cả biết địa tạng vương tồn tại người đều là tâm thần căng thẳng tượng trưng đế môn tinh vực lịch sử địa tạng vương thế nhưng cũng là quỷ đế phân thân câm mồm quỷ đế phân thân một bước bước ra trực tiếp buông xuống lâm việt trước mặt cẩn thận lâm việt sớm có chuẩn bị thần thương lần thứ hai ra tay ở đây mọi người đem công lực hội tụ lâm việt trong cơ thể hắc cánh tùy theo bùng nổ, thương phong ẩm ầm hình thành một tòa thật lớn kim sắc đại. Trung, đúng là quá hư tám bộ Garuda thức thứ hai, ầm ẩm ầm mọi người lần thứ hai phun ra một bống. Máu tới, lần này liền lâm Việt cũng là phụ tí tách tiểu thuyết MT1988 thương lui ra phía. Sao? Chỉ là phân thân tiến đến, cũng đã là thiên trí tôn, kia quỷ đế bản thể tạo nghệ nên đạt tới như thế nào đáng sợ trình độ kia cấp phế vật cùng bản đế không quan hệ. Quỷ đế chia tay cả giận nói, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Tiểu tử này kẻ hèn pháp tắc cảnh nhất trọng thiên. Lại là liên tục chắn hai lần chính mình ra tay, lâm việt lau đi khóe miệng huyết. Chỉ cần lại tiêu hao một ít, chính mình không sai biệt lắm là có thể dùng truyền tống trận trốn. Chạy, nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nói, ngươi sở theo đuổi lên trời kiều, cầm đế sớm đã thượng quá, hơn nữa cảm nhận được thiên mạc phía trên kia nói tồn tại cầm. Đế, ở bản đế trong mắt bất quá là cái chết đi kẻ thất bại, quỷ đế phân thân khặc khặc cười nói. Lâm Việt lại là lập tức phản bác cảm nhận được lên trời trên cầu tồn tại. Cầm đế liên hợp mặt khác đại đế, phòng ấn vỡ nát phương nghi đạo giới. Cũng bảo hộ này phiến thế giới, hắn cảnh giới, người như thế nào có thể minh bạch bản. Đế không cần minh bạch quỷ đế phân thân phất tay lưu lại trường cung chờ đợi vạn năm phá bảy đế cuối cùng di nguyện bản đế mới là đế thống thời đại người mạnh nhất nhìn hắn phát rồ cười to lâm việt chỉ có thể thở dài một tiếng địa tạng vương người duy nhất thiện lương bộ phận độ trường cung vạn năm cuối cùng vẫn là thất bại cho nên ta thường nói chân chính ta ác là vô pháp bị độ hóa quỷ đế giơ tay ngươi chặn lại ta hai lần không biết lần thứ ba người có thể hay không chặn lại, rớt. Lời, trí tôn ý lần thứ hai phong tỏa phạm vi vạn trượng, thời không ca ca rung động. Quỷ đế phân thân quét ngang một trưởng oanh tới lâm Việt cùng mọi người trước mặt. Sao trời bỗng nhiên vỡ vụt lên. Một trưởng nổ nát thời không, lâm Việt nhíu mày, nâng lên tay tới, thiên đạo pháp tắc thêm thân. Phương nghi đạo giới còn sót lại lực lượng, bị lâm Việt nháy mắt rút cạn, trường. Cùng vạn năm hiểu được ra tới sao trời pháp tắc, ngươi thế nhưng cũng sẽ. Mặc dù là quỷ đế phân thân, cũng tại đây một khác bởi vì Lâm Việt kinh ngạc, hảo. Không uổng công bản đế này tôn phân thân tại đây phía sau cửa đợi vô số tuế nguyệt. Rốt cuộc gặp được một cái thú vị người. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng ra tay thời điểm. Lại là so với phía trước còn muốn quả quyết thiên đạo pháp tắc dưới. Phương nghi đạo giới cuối cùng lực lượng. Bị Lâm Việt mượn tới, pháp tắc cùng trí tôn ý nổ vang ở bên nhau, Lâm Việt cả người bạo lui đem toàn bộ công lực mượn cấp Lâm Việt mọi người. Cũng là vào giờ phút này hơi thở uể oải xuống dưới, trí. Tôn cùng pháp tác thế nhưng tranh lệch lớn như vậy, chúng. Ta mấy người, toàn bộ đều là pháp tác đỉnh, thêm lên công lực. Cư nhiên chỉ có thể ngăn trở hắn ba chiêu. Đừng quên, cái kia tù phạm liền một trưởng đều ngăn không được chúng ta mấy cái lão ra hòa. Cũng không tính ném tổ tiên mặt đáng tiếc hôm nay giữ nhiều lành ít lâm việt ngươi nếu là có cơ hội có thể đi trước cầm đế chủ hướng về lâm việt hô nhưng mà ngay sau đó ánh thiên kính quang lại là đã bao phủ bọn họ toàn bộ cho ta đi vào lâm việt thanh âm truyền đến mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức đã toàn bộ đi vào ánh thiên kính bên trong thế giới ngay sau đó quỷ đế phân thân đã tiến lên trước một bước nhưng mà lâm việt ở đem mọi người thu vào ánh thiên kính trong vòng sau đó là liền một chút do dự khe hở đều không có hắc cánh huy động đổi lấy cực hạn tốc độ trực tiếp hướng về phương nghi đạo giới ở ngoài sông ra ngoài cũng là ở lâm việt dịch chuyển một khác quỷ đế phân thân mới hiểu được lại đây ngươi chạy không được hắn tốc độ so lâm việt mau thượng không ít cửa gỗ dưới vô tận sao trời truyền đến không ngừng bạo phá phong áp lâm việt nhìn về phía phía sau biết đối phương tốc độ so với chính mình mau quá nhiều đang nhanh chóng tìm kiếm truyền tống trận vèo vèo lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp chạy ra khỏi phương nghi đạo giới cùng lúc đó lâm việt trước mắt tối sầm lại là bị quỷ đế phân thân cấp đuổi theo chờ ngươi tới rồi chí tôn có lẽ có thể phát huy đế bảo uy lực nhưng là hiện tại Người không có cơ hội người sau thất tinh thiên chí tôn tu vi bùng nổ Chí tôn ý tự thành quy tắc so pháp tắc càng cường vô số lần. Trực tiếp hướng Lâm càng đón đầu một trưởng, hệ thống. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Việt đang muốn vận chuyển hệ thống trọng trí khi. Khoảng cách hai người mấy chục vạn trượng bên ngoài địa phương, một đạo nữ tử thân ảnh. Chậm rãi đạp tới, nàng một bộ bạch y, uốn lượn phù không, nhìn như đơn giản một bước. Lại là đã vượt qua mấy chục vạn trượng khoảng cách trực tiếp buông xuống ở Lâm Việt trước mặt nàng tuyệt sắc dung mạo ở cùng lâm việt đối thượng trong nháy mắt lạnh nhạt làm lơ chúng sinh thần thánh không thể xâm phạm làm lâm việt ký ức khoảnh khắc về tới mấy vạn năm trước một ngày hắn vốn tưởng rằng thế giới này sẽ không có hoàn mỹ nữ nhân vô luận cỡ nào mỹ lệ động lòng người nữ tử đều sẽ tồn tại một chút khuyết tật thẳng đến kia một ngày hắn gặp gỡ một cái hoàn mỹ nữ nhân kia một trăm vạn cái nữ nhân bên trong, duy nhất, thập phần nữ nhân, nữ tử bộ dạng nhìn lại so lâm Việt lớn hơn một ít. Nhưng lại căn bản vô pháp phán đoán nàng tuổi, bao trùm hết thảy khí chất, hoàn mỹ không tì vết. Dung mạo, còn có kia căn bản không hiện thực dáng người, càng thêm đáng sợ. Là nàng cường đại, ở nữ tử xuất hiện một khác, chung quanh thời gian. Phẳng phất ngừng lại, mặc dù lấy quỷ đế phân thân kia đáng sợ thiên trí tôn tu vi. Giờ phút này một trường, cũng chỉ là nâng lên nhưng lại như thời gian đình chỉ giống nhau, động lại ở không trung, một trưởng này. Trung quy vô pháp rơi xuống, là ngươi, lâm Việt trầm giọng mở miệng. Hắn biết sao trời ngoài cửa, có quỷ đế phân thân đang đợi chờ, cũng nghĩ đến chính mình như thế. Nào chạy trốn, nhưng mà, hắn không thể tưởng được chính là cái kia làm hắn tìm vô số lần. Đều lại tìm không thấy nữ nhân, lại là vào giờ phút này, xuất hiện ở hắn trước mặt ngươi nhớ rõ ta nàng kia chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn thả hắn cùng lâm việt có một trượng nhiều khoảng cách nhưng mà kia thần thánh vô cùng thanh âm lại là như ở lâm việt bên tai nói ra nói nhớ rõ lâm việt chỉ nói hai chữ hắn ở quan sát đối phương thượng một lần gặp được hắn chỉ nghĩ chiếm hữu cái này hoàn mỹ nữ nhân lại căn bản còn không có cơ hội hiểu biết đối phương thậm chí thượng một lần, nàng tựa hồ còn chỉ là cái phàm nhân, liền ở lâm Việt suy tư chi gian. Nữ nhân thanh âm, lần thứ hai truyền đến, ta đang đợi ngươi, vẫn luôn đều ở. Trường 509 chờ ngươi trưởng thành, sở hữu bí mật, ngươi sẽ biết. Ta đang đợi ngươi, vẫn luôn đều ở, lâm. Việt nghe thế câu nói thời điểm, mạnh mẽ làm chính mình hô hấp vững vàng xuống dưới, ngươi. Là ai, hắn ít có mà nhăn lại tới mày, thời không định thuật, ở hắn nhận chi bản thân chính là đỉnh cấp bí thuật. Nhưng mà có thể làm thiên trí tôn cấp bậc quỷ đế phân thân. Cũng bị quản chế với thời không định thuật kia nữ tử này thực lực ít nhất đạt tới cùng quỷ đế. Bản thể, thương nguyên nói chủ cùng cấp bậc chín hành đại đế cảnh. Nhưng Lâm Việt cũng từng cảm thụ lối đi nhỏ chủ thực lực này nữ tử công lực. Có lẽ còn ở nói chủ phía trên, người rất tốt với ta kỳ sau, nữ. Tử thanh âm lần thứ hai truyền đến, tựa hồ có chút đùa giỡn Lâm Việt một màn này làm Lâm Việt càng thêm minh bạch, đối phương sớm biết rằng chính mình. Thậm chí có khả năng, liền hắn bị nhốt 10 vạn năm chuyện này, cũng biết, ngươi. Trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc thấy Lâm Việt trầm mặc không nói. Nữ tử tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt cười nói. Tỉ như ta có phải hay không biết ngươi bị nhốt ở cùng một ngày 10 vạn năm sự tình, lời. Này vừa nói ra, Lâm Việt tức khác trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, không có người biết bí mật này cũng không nên có người biết nhưng mà nữ tử mày liễu hơi trau ngón tay ngọc đem lâm việt cầm nâng lên ngươi ra hỏa này có phải hay không còn muốn biết vì cái gì tự kiêm một lần sau mặc dù ngươi về tới cùng một ngày vẫn là tìm không thấy ta lâm việt thật dài thở phào nhẹ nhõm vậy ngươi là nói hay là không sau khi nghe xong nữ tử phụt cười mặc dù nàng tiếng cười truyền đến nhưng kia cử chỉ gian phát ra khí chất vẫn như cũ lộ ra vô thượng cao quý cùng thần thánh. Hắn trải qua quá một trăm vạn cái nữ nhân, không có một người khí chất. Có thể ra nàng này hữu nếu không phải ta đặc biệt một ít. Có phải hay không cũng sẽ giống mặt khác nữ nhân giống nhau, bị ngươi cấp dần dần phai nhạt nữ. Tử oán giận một câu, nhưng lại không có bất luận cái gì tần là lướt như vậy chim nhỏ nép vào người cảm giác đó là một loại sở hữu hết thảy đều khống chế ở nàng trong tay tự tin cảm, cho nên mặc dù nàng nói ra. Bất luận cái gì một câu. Lâm Việt đều cảm thấy cùng chính mình trước kia đối mặt khác nữ nhân nói nói có điểm. "Giống, đúng vậy." Lâm Việt nhàn nhạt mở miệng, trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân muốn ở hắn cảm tình nơi này chiếm tiện nghi là không có khả năng. Nhưng mà nàng kia thần sắc lại là vẫn như cũ cười kỳ. Thật nếu không phải bởi vì ngươi có điểm đặc biệt, có lẽ ta cũng sẽ quên ngươi. Dứt lời, thập phần nữ tử lại là bổ sung một câu, ngươi nói. Có thể hay không ta cũng thực ngươi giống nhau? Cùng một trăm vạn cái nam nhân ở chung quá đâu, sao? Khi nghe xong, Lâm Việt trên mặt lộ ra tò mò, ngươi trải qua cùng ta giống nhau, hỗn đàn. Nữ tử hiển nhiên bất mãn Lâm Việt phản ứng, trọng điểm là, giống nhau, sao? Trọng điểm là cùng 100 vạn cái nam nhân ở Trung Quốc, Nga. Cái kia ta nhưng thật ra không ngại. Lâm Việt chớp chớp mắt, đối đầu kẻ địch mạnh. Nhưng hai người nhưng thật ra phong khinh vân đạm mà liêu nổi lên thiên. Lâm Việt cũng là chút nào không thèm để ý quỷ đế phân thân, kia đồ vật không quan trọng. Nhưng là nếu cái này thập phần nữ tử lại biến mất. Lâm Việt biết chính mình rất khó lại tìm được nàng. Thôi, bổn cô nương cùng ngươi cái này hoa tâm ra hỏa không giống nhau. Ta cuộc đời này chỉ có thể có một người nam nhân. rất lời, nàng mắng mắng lắc đầu, vuốt ve lâm việt sườn mặt ngươi rất tốt với ta ký. Vậy vẫn luôn tò mò đi xuống, ít nhất ở ngươi trong lòng, ta có thể có một chút vị trí, ngươi. Ở lòng ta, cũng có vị trí. Lâm Việt trầm đốc lời nói truyền đến. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cùng nữ tử kia một ngày, không? được lại loạn suy nghĩ nữ tử đánh gãy lâm việt suy nghĩ nàng phảng phất có thể nhìn thấu lâm việt ngươi muốn biết chuyện của ta sao nữ tử dứt lời nói lâm việt đã gật gật đầu hắn trước nay đều không phải ngượng ngùng xoắn xít người còn không được nữ tử kia bạch ngọc không tì vết ngón tay điểm ở lâm việt miệng thượng ta đáp ứng ngươi chờ ngươi đi lên lên trời kiều đi lên thiên mạc phía trên ta liền nói cho ngươi được không lâm Việt trầm mặc nữ tử buông hắn ra miệng, cổ tay trắng nõn hoàn thượng Lâm Việt cổ. Hoàn Mỹ dung nhan tới gần Lâm Việt. Người vì sao sẽ bị vây 10 vạn năm, còn có ngươi hệ thống, còn có ngươi kia gian nhà gỗ nhỏ. Vì sao mỗi lần ngươi tỉnh lại, đều sẽ trở lại nơi đó, mà cố tình nhà gỗ nhỏ nơi. Lại vẫn luôn biến hóa, nữ tử đôi môi cùng Lâm Việt dán đi lên. Hồi lâu, hai người mới tách ra, lòng có nghi hoặc như thế nào có thể chuyên tâm cùng ngươi hưởng lạc lâm việt bất đắc dĩ nói chờ người trưởng thành sở hữu bí mật ngươi sẽ biết sau khi nghe xong lâm việt cúi đầu trầm mặc một hồi ta đã trưởng thành đứng đắn điểm nữ tử xoay người chậm rãi rời xa lâm việt tùy tay gian vung lên ngày đó trí tôn cấp bậc quỷ đế phân thân liền như vậy hóa thành một đống cho tàn liền thi thể đều không dư thừa hạ cái kia một trưởng đánh chết hắc bảng đệ nhất bước cho hắn không thể không mang theo mọi người rời đi phương nghi đạo giới trốn chạy quỷ đế phân thân liền như vậy hôi phi yên diệt bất quá nữ tử lần thứ hai mở miệng từ đầu đến cuối nàng xem đều không xem kia chết đi thiên chí tôn phảng phất ở trong mắt nàng loại này tồn tại căn bản liền cho nàng xem một cái tư cách đều không có ngươi muốn mau một chút không chỉ là ta còn có rất nhiều người đang đợi ngươi nàng cuối cùng một câu truyền tới Lâm Việt bên tai chung, đương Lâm Việt lần thứ hai hô hấp chi. Gian, trước mắt thế giới, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, không có quỷ đế phân thân. Cũng không có thập phần nữ tử, tựa như ảo mộng. Phảng phất vừa mới hết thảy, chẳng qua là Lâm Việt làm một giấc mộng thôi, lên trời kiều. Thiên mặc phía trên, Lâm Việt khóe miệng dương lên, thú vị, cầm đế năm đó không thể đi lên địa phương quỷ đế phản bội phương nghi đạo giới cũng muốn đi lên địa phương ta vốn dĩ liền muốn đi thử xem hắn nắm chặt nắm tay bỗng nhiên nội tâm có loại cực cường dục vọng đó là đối với thực lực khát vọng hắn đối vị kia thập phần nữ tử quá mức tò mò biết đối phương bất phàm lại không có nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng nàng có lớn như vậy thực lực tranh lệch đặc biệt là chính mình chật vật mà ở quỷ đế phân thân dưới trưởng chỉ có thể trốn chạy nhưng thập phần nữ tử vừa ra tay liền đem này trực tiếp mạt sát cái này làm cho hắn thực không có mặt mũi nha rất nhiều người đang đợi ta biến cường lâm việt hồi ức nàng lưu lại lời nói hắn không rõ giữa ý tứ cũng chính như thập phần nữ tử theo như lời hiện tại lâm việt so sánh với nàng tới nói quá yếu căn bản còn không có tư cách đi tìm hiểu chân tướng chỉ có đạt tới đồng dạng địa tầng thứ hắn mới có tư cách đi tự hỏi cái kia trình tự đối mặt vấn đề nhưng mà cũng liền ở lâm việt suy tư chi gian này phiến cuồn cuộn vô cùng thiên mạc vũ trụ nội một chỗ tràn ngập tiếng sấm điện thiểm vực sâu bên trong này phiến thế giới giống như vĩnh đọa tu la địa ngục nơi căn bản không có chút nào quang mang vực sâu phía trên vô số oan hồn phù không bay lượn ở vực sâu phía trên dọn nổi lên một viên lại một viên hòn đá sôi nổi hướng về vực sâu dưới ném đi xuống. Hồi lâu, hồi lâu, đều nghe không được chút nào tiếng vọng, này phương vực sâu. Tựa hồ căn bản nghe không được tiếng vọng, vô cùng vô tận, nhưng mà giờ phút này, vực sâu dưới. Trong giây lát bộc phát ra một cổ hấp lực. mười 510 phương nghi đạo giới lịch sử. Này hấp lực cắn nuốt sở hữu hồn phách, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hàng tỷ, căn bản vô pháp đánh. Giá hồn phách, hình thành một đạo hải dương rót vào vực sâu nội, thực mau, bên trong truyền đến một đạo phi người thanh âm, dám. Can đảm hủy bản đế phân thân, sát. Vực sâu nội, một đạo mắt thường cơ hồ vô pháp thấy rõ sợi tơ. Đỉnh chóp quấn lấy thật nhỏ câu tử, tự vực sâu mà ra, sông thẳng vũ trụ chỗ sâu trong, nơi này. Thương Nguyên nói giới, thiên mạc vũ trụ một khác chỗ, lâm Việt tạm thời nguy cơ tiêu trừ. Ly quân cũng từ ánh thiên kính trung xuất hiện, hắn, bị ngươi đánh chạy, ly quân hoảng sợ mà lôi kéo Lâm Việt tay, nhưng người sau chỉ là lắc lắc đầu, không? Phải ta, trong lúc nhất thời nói không rõ, ấn. Hắn vốn dĩ bố cục hiện tại hẳn là lợi dụng truyền tống trận trốn chạy. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, kia thần bí nữ tử xuất hiện. Một chút đem quỷ đế phân thân cấp xử lý, phỏng chừng sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa, Lâm. Việt phán đoán nói, thập phần nữ tử sẽ không đi để ý thương uyên quỷ đế tai họa ngầm nhưng là lâm việt hiện tại thực lực lại yêu cầu thận trọng từng bước ly quân tò mò hỏi nơi này chính là phía sau cửa thế giới lâm việt mở ra ánh thiên kính nhập khẩu gật đầu nói chúng ta hiện tại nơi chính là thiên mạc vũ trụ chín đại nói giới liền nhau chi gian công cộng khu vực chín đại nói giới ly quân hiển nhiên đối thế giới này vẻ mặt khó hiểu nhưng là nàng rất là tò mò vì cái gì ngươi liền nơi này đều biết ngươi đã tới nơi này sao đã tới Lâm Việt không có nhiều giải thích chính mình sự tình, nhìn quanh bốn phía. Kia nói tinh vực chi môn, chính là ma đế sau khi chết, quỷ đế phản bội đi. Từ bảy đế sáng chế tạo, Ly Quân cũng là ngừng thở nghe, hắn không có nhiều lời. Chính mình cũng sẽ không hỏi nhiều. Thiên mạc chín giới, không, khi đó còn gọi thiên mạc bát hoang, bát hoang đứng đầu. Thượng có bích lạc phía dưới nghi, phương nghi tượng trưng đại địa mà tượng trưng vòm trời bích lạc nói giới, ở chín đế nội chiến hết sức. Đối phương nghi nói giới khởi sướng chí mạng tính chiến tranh. Lâm Việt ánh mắt lộ ra hồi ức ta tuy rằng không có tự mình trải qua kia chàng chiến tranh. Nhưng từ trước người lưu lại sách cổ chung, cũng biết lúc trước trận chiến ấy tàn khốc Lâm. Việt tiếp tục nói, quỷ đế phản bội đi là lúc bị phương nghi đạo giới cuối cùng sao trời ý chí gây thương tích tách ra thiện lương hình thái địa tạng vương đồng thời để lại đế luân bảy đế biết quỷ đế cùng bích lạc nói giới chú định ngóc đầu trở lại khi đó bọn họ ở trong chiến tranh trọng thương đã biết thời gian vô nhiều đồng thời cầm đế làm chín đế đứng đầu cũng là đã nhận ra thiên mạc phía trên càng thêm thật lớn nguy cơ ly quân nghe ánh thiên kính nội bởi vì lâm việt cố ý vì này bọn họ cũng đang nghe này đoạn về bọn họ mọi người sự tình một đoạn phương nghi đạo giới lịch sử bảy đế biết bên ngoài thế giới đối với khi đó phương nghi đạo giới tới nói đã không còn thích hợp một khi bọn họ ngã xuống kia phương nghi đạo giới sở gặp phải chính là toàn bộ nói giới đặt ở trạm bản tiền nhiệm nhân ngư thịt cục diện bao gồm ly quân ở bên trong mọi người đều là càng nghe càng tâm thần vô pháp bình phục vì thế bảy đế lấy chín đại đế bảo phong ấn phương nghi đạo giới thành lập sao trời chi môn này ngoài cửa giới vô pháp mở ra chỉ có từ nội bộ nhưng khai thẳng đến sau lại bảy đế sau khi chết địa tạng vương cứ thế tôn tu vi che giấu sao trời chi môn yên lặng đảm đương bảo hộ phương nghi đạo giới chi trách bảy đế ngã xuống không có kiêng kỵ quỷ đế trước đó an bài lưu tại phương nghi đạo giới đồ vật cũng chính là cái gọi là hắc bảng đệ nhất, cường giả trường cung, bắt đầu bạo tàu. Trường cung bị quỷ đế bỏ xuống, thống hận đến từ quỷ đế cùng nguyên địa tạng vương. Hắn dục rời đi phương nghi, nhiên địa tạng vương vì không cho hắn mở ra đã bị bảy đế đóng lại. Sao trời chi môn, sử phương nghi đạo giới lại nhập thịt cá bên trong, cùng hắn đấu vạn nam. Lâm Việt không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì chuyện sau đó bọn họ đã biết địa tạng vương bại, hắc bảng đệ nhất trọng hồi trí tôn cảnh. Mở ra sao trời chi môn, quỷ đế, cái kia đáng chết ra hòa. Nếu không phải hắn, ở đế thống thời đại vinh quang dưới, kia tám vị đại đế. Tất nhiên sẽ dẫn dắt chúng ta phương nghi đạo giới đi được càng cao, quốc. Sư đại nhân, chúng ta nói giới, chính là bởi vậy xuống dốc sao. Ánh thiên kính nội, Lâm Việt cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chính mình. Ma đế uổng mạng, quỷ đế phản bội đi, bảy đế ngã xuống. Thời đại truyền thừa bị đột nhiên chặt đớt. Hơn nữa, phương nghi đạo giới thế giới ý chí bị bị thương nặng, cũng bởi vậy. Mặt sau võ giả tiến vào nói nhị thời đại. Phương nghi đạo giới diệu khí không hề nồng đậm. Nơi này cũng không ai có thể bước vào trí tôn cảnh. Đến nỗi đế thống thời đại còn lại những cái đó trí tôn cảnh. Người thì chết người thì bị thương, hơn nữa nói giới diệu khí nhược hóa cuối cùng cũng chỉ dư lại địa tạng vương cùng hắc bảng đệ lâm việt lại là giải thích hai câu mọi người nghe xong liên hệ sự tình phía sau đã bừng tỉnh đại ngộ nhưng bọn hắn hiểu biết qua đi cũng là lập tức nghĩ tới hiện tại vấn đề xong rồi bảy đế vì bảo hộ chúng ta phong ấn phương nghi đạo giới nhưng hiện tại sao trời chi môn mở ra mặt khác nói giới nếu là tấn công lại đây chúng ta nên làm cái gì bây giờ quỷ đế kia quỷ đế phân thân ngay từ đầu mục đích chính là muốn cướp chúng ta đế bảo không thể làm hắn thực hiện được lâm tông chủ thỉnh nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta đế bảo quỷ đế phản bội đi rồi sáng lập thương uyên mà phương nghi đạo giới lại chỉ còn lại có chúng ta cho dù chết cũng không thể làm đế bảo dừng ở quỷ đế trong tay những người đó hướng về ánh thiên kính ngoại giới quỷ lại xuống dưới cũng chính là ở quỷ lại lâm việt cùng ly quân cái này tân địa tạng võ giả bên trong tuy nói có tham sống sợ chết chi lưu nhưng giờ phút này đối mặt nói giới đại nghĩa bọn họ như thế nào không rõ vạn năm trước đế thống thời đại bọn họ không trải qua quá nhưng có thể làm thế giới ý chí tử vong làm bảy đế ngã xuống bọn họ tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến kia chàng chiến tranh nên là cỡ nào mà thảm thiết cỡ nào mà khuất nhục hiện giờ bọn họ giống như mai danh ẩn tích phong bế một vạn năm nếu là lại làm quỷ đế cùng bích lạc nói giới đoạt đi rồi hết thảy kia bọn họ sau khi chết còn như thế nào có mặt đi đối mặt bảy đế chẳng những muốn giữ được phương nghi đạo giới cùng đế bảo còn muốn tìm cơ hội giết quỷ đế lâm việt bỗng nhiên cười nhàn nhạt mở miệng thanh âm bên trong bá đạo cùng khinh miệt làm mọi người tâm thần căng thẳng phương nghi đạo giới hàng tỷ sinh linh không một không ở lắng nghe lâm việt nói nhưng là lâm việt lời này lại là làm cho bọn họ tưởng cũng không dám tưởng quỷ đế giết quỷ đế quỷ đế cái loại này viễn cổ cường giả chúng ta thật sự có thể đánh bại hắn sao đối với bọn họ tới nói đế thống thời đại anh hùng chính là vô pháp siêu việt tồn tại nhưng mà lâm việt nói còn không có nói xong không chỉ là quỷ đế tốt nhất liền cái kia bích lạc nói giới cũng có thể cùng nhau giải quyết. Lâm Việt nói âm lần thứ hai truyền đến. Mọi người đã trố mắt ở kia, ngươi, ngươi là nghiêm túc sao, mặc. Dù lấy ly quân giờ phút này nửa bước trí tôn tu vi, cũng là nhịn không được bị Lâm Việt nói thật sâu chấn động. Người sao tổng phải có một ít mục tiêu. Quỷ đế cùng Bích Lạc nói giới hại các ngươi lâu như vậy. Hiện tại vừa ra tới còn phải bị hắn phân thân dẫm đến trên mặt tới, Lâm. Việt bình tĩnh mà mở miệng chương 511 vạn dặm thả câu, quỷ đế ra tay. Lâm Việt vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Kia vẫn như cũ là cái 15 tuổi thiếu niên, chẳng qua hắn nói. Lại là làm mọi người sau lưng lạnh cả người, Lâm Việt thanh âm quanh quần toàn bộ ánh thiên thế. Giới, bọn họ duỗi tay nhúng chàm phương nghi đạo giới, vậy đem bọn họ tay chém đớt. Bọn họ dẫm lên môn, bước cho phương nghi đạo giới vạn năm tránh né, vậy đem bọn họ nói giới cũng nhổ tận gốc lời này vừa nói ra ly quân sững sờ ở nơi đó hồi lâu không biết nói đệ nhị câu nói mà còn lại hàng tỷ người cũng là giống nhau minh bạch lâm việt lời nói bên trong đại biểu bọn họ trên vai nhiều một tầng trách nhiệm phương nghi đạo giới bị thiên mạc xóa tên vạn năm cũng là thời điểm làm những người khác nhìn xem chúng ta tự bày đế ngã xuống sau trời ý chí tiêu tán nhiều thế hệ truyền thừa ngã xuống sợ là chúng ta rất khó ở cùng mặt khác nói giới so sánh với phương nghi đạo giới tất nhiên là mười đại đạo giới yếu nhất nhưng cũng chỉ là giờ phút này yếu nhất tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu những cái đó đế chủ cấp cùng tông môn cường giả cũng là minh bạch lâm việt dụng tâm bắt đầu cấp mọi người cổ vũ thấy thế lâm việt cũng là không hề nhiều lời khôi phục phương nghi đạo giới uy danh giết quỷ đế này đối với bọn họ tới nói còn quá xa xôi hiện tại quan trọng nhất trừ bỏ lấy lại sĩ khí còn có sống sót lâm việt suy tư chi gian đã mang theo ly quân bắt đầu đào vong chúng ta đi đâu ly quân lập tức hỏi rời đi phương nghi đạo giới chẳng những là nàng liền ánh thiên kính nội mọi người đều có một loại mờ mịt nhưng là đối với lâm việt tới nói nơi này đã là hắn quen thuộc địa phương hắn những cái đó truyền tống trận chính là tự trăm ngàn vạn năm tới vũ trụ tự nhiên tàn lưu xuống dưới xa ở bảy đế phía trước cho nên bảy đế thiết hạ sao trời chi môn cũng không thể ngăn cản truyền tống trận càng đơn giản mà nói liền bảy đế đô có lẽ không biết những cái đó truyền tống trận vị trí cũng chỉ có lâm việt có thể ở sao trời chi môn tồn tại trạng thái hạ qua lại phương nghi đạo giới cùng thiên mạc vũ trụ quỷ đế phân thân đã hủy hắn lập tức liền sẽ chân thân tiến đến lâm việt giải thích một câu hắn đi qua thương uyên chỉ là tò mò mà đi vài lần đối với thiên mạc mười đại đạo giới tới nói thương uyên nói giới là lâm việt đi ít nhất địa phương bởi vì nơi đó là quỷ đồ vật nơi tụ tập đối với hắn ngay lúc đó phàm nhân trạng thái tới nói cực kỳ không thoải mái thậm chí hắn không thể nhiều lưu lại mặc dù không có bất luận cái gì cường giả ra tay giết hắn lấy hắn phàm nhân chi khu ở thương uyên cũng đãi không được mấy cái canh giờ đương nhiên lúc ấy lâm việt căn bản không để bụng những cái đó thật sự không chịu nổi nói liền trực tiếp chết ở bên trong trọng tới là được thậm chí lâm việt thoát vây lúc sau bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều địa phương trước kia phàm nhân tu vi ngược lại càng dễ dàng đi vào bởi vì cường giả chân chính sẽ không đi để ý một phàm nhân xuất hiện đối với bọn họ tới nói. Kia cùng dưới chân đi qua một con con kiến không có phân biệt. Quỷ đế chân thân, ly quân mày liễu nhíu chặt. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, lấy quỷ đế phân thân chiến lược. Liền đã có thể đưa bọn họ kiêng kỵ vô cùng hắc bảng đệ nhất nghiền áp chém giết nếu chân thân. Tiến đến, ly quân không dám nghĩ, tiếp đi xuống. Mà là theo bản năng nắm chặt trong tay ánh thiên kính, hàng tỷ sinh mệnh liền nắm giữ ở Lâm Việt cùng tay nàng, nhưng mà Ly Quân đang toàn lực ra tốc thời điểm, nàng hai. Người sau lưng, một đạo đáng sợ hơi thở bỗng nhiên phương nghi đạo giới ngoại. Ly Quân xoay người, liền thấy kia hơi thở Dũng mãnh vào phương nghi đạo giới nội, nổ vang không. Ngừng truyền đến, mặc dù nàng đã chạy ra rất dài một khoảng cách. Nhưng là mặt sau kia sao trời bạo liệt thanh âm vẫn như cũ rõ ràng mà truyền đến đồng thời nghe được thanh âm còn có ánh thiên kính bên trong mọi người kia từng đạo thanh âm càng thêm mà nhỏ giọng nhưng đối với bọn họ tới giảng lại vẫn như cũ giống như một phen đem lưỡi dao sắc bén cắm ở bọn họ trong lòng những cái đó thanh âm là bọn họ gia viên bị hủy thanh âm quỷ đế thương uyên nói giới bích lạc nói giới vạn năm huyết cừu hôm nay phương nghi đạo giới mọi người đều nhớ kỹ hắn tới Ly quân đồng tử phóng đại, ngọc sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì kia nói liền nàng cũng cảm thấy đáng sợ hơi thở. Chính tỏa định cái này phương hướng, nhân quả đạo ý sao? Lâm Việt sờ sờ cầm, vẫn như cũ ở tốc độ cao nhất đi trước, nhưng hắn cũng biết. Chính mình chạy không thoát, ta cùng hắn phân thân đánh quá. Lấy quỷ đế nhân quả đạo ý năng lực, xác thật có thể tỏa định ta vị trí lâm việt nói làm ly quân phương tâm căng thẳng ta đừng rời khỏi ngươi nữ nhân trực giác thật chuẩn lâm việt khóe miệng dương lên buông ra ly quân tay chỉ cần ta bất tử lớn nhất nhân quả liền ở ta trên người hắn cũng chỉ có thể tới tìm ta lâm việt lời nói trung lộ ra quả quyết chúng ta tách ra đi thanh âm rơi xuống thiên mạc sao trời nội hai người trên không một đạo mắt thường không thể tra cá tuyến lại là lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người mà đến cá tuyến phần đầu đó là một con cá câu nhìn qua sắc bén vô cùng nháy mắt đã tới rồi lâm việt đỉnh đầu vạn dặm thả câu lâm việt đạm đạm cười đối với loại này sinh tử nguy cơ hắn trải qua quá nhiều lần căn bản không có gì cảm giác nhìn cân treo sợi tóc hết sức lâm việt lấy cực nhanh tốc độ đẩy ra ly quân hắc cánh mở ra uốn lượn tre ở lâm việt trước mặt đế giáp quang mang tái hiện phịch một tiếng chạy lâm việt cuối cùng một câu rơi xuống cả người đã bị cá câu tạp nhập đen nhánh nơi xa ly quân gắt gao cắn răng nắm chặt ánh thiên kính tay đã bị cắt ra huyết nhưng nàng lại không dám ra tay một khi ra tay cùng quỷ đế nhiễm nhân quả lâm việt dụng tâm liền uổng phí lâm việt nếu ngươi đã chết ta cũng sẽ không sống lâu ly quân nước mắt sái sao trời nửa bước trí tôn tu vi tốc độ cao nhất bùng nổ mang theo phương nghi đạo giới hàng tỷ sinh mệnh biến mất ở sao trời bên trong mà nơi xa lâm việt phun ra một mồm to huyết tới đế giáp vẫn như cũ kiên cố vô cùng cùng hắc cánh chặn đại bộ phận công kích nhưng mà hắn vẫn là bị trọng thương đại đế cảnh khống chế nhân quả chi cân đối đại đế tiểu tử ngươi đắc tội người đủ nhiều hắc vũ dồn dập thanh âm truyền đến đồng thời lực lượng dũng mãnh vào lâm việt trong cơ thể vì hắn chữa trị thương thế, mà Lâm Việt không có chút nào tự hỏi thời gian. Cá câu lần thứ hai hướng hắn hạ xuống. Nhân quả đạo ý, vạn dặm thả câu, mặc dù cách xa nhau không thể đo lường khoảng cách. Cũng vẫn như cũ có biện pháp chém giết Lâm Việt, đây là đại đế lực lượng, tìm được rồi, Lâm. Việt cắn răng, hoàn toàn đi vào truyền tống trận bên trong. Hắn không có để ý truyền tống trận sẽ đi nơi nào chỉ cần có thể trường khoảng cách di động né tránh cá câu liền vậy là đủ rồi vèo một tiếng cá câu cắt qua hư không không gian phát ra chói tai ca ca tiếng vang nhưng lại là phát cái không thương uyên nói giới nội vực sâu bên trong truyền đến đáng sợ thanh âm ngô nhưng mà thanh âm này lại là mang theo một tia kinh ngạc xem ngươi có thể trốn chạy đi đâu thanh âm truyền ra xa ở một khác sao trời lâm Việt thân hình vừa mới xuất hiện, thở hồn hển hai khẩu khí. Lại là nhận thấy được chính mình lại bị tỏa định, khoảng cách không đủ xa. Lâm Việt nhíu mày, kia cá câu hơi thở khoảng cách chính mình 30 vạn trượng. Vẫn như cũ ở nhân quả đạo ý cảm giác trong phạm vi, lại xa một chút. mười 512 chín giới truy nã. Lâm Việt tìm kiếm tân truyền tống trận bất quá hai cái hô hấp sao trời nội một đạo tế không thể tra cá tuyến lần thứ hai cắt tới. Kia cá câu lại là đã rơi xuống lâm Việt nơi vị trí, vèo, lâm Việt lần thứ hai biến mất. Nhân quả cá câu lần thứ hai chảo không, ngươi trốn không được. Quỷ đế bạo nộ, 100 vạn trượng ngoại, lâm Việt thân hình lần thứ hai xuất hiện, còn. Chưa đủ, hắn lại là nhận thấy được chính mình hơi thở bị tỏa định. Ta nhớ rõ lão gia hỏa kia là tam hành đại đế cảnh, như vậy đạo ý cực hạn cảm giác khoảng cách cũng bất quá 300 vạn trượng, Lâm Việt lần thứ hai hoàn toàn đi vào truyền tống trận bên. Trong, cá câu lần thứ hai phá không mà đến, nhấc lên từng trận âm bạo tiếng động, 200 vạn trượng. Lâm Việt có thời gian, hệ thống trọng trí tự thân, khôi phục đỉnh trạng thái. Nhưng mà ngay sau đó, kia cá câu lại là lần thứ hai rơi xuống, phịch một tiếng, Lâm Việt tốc độ. Cực nhanh, lần này trừ bỏ hắc vũ cùng đế giáp, hắn liền trí tôn huyết đều đem ra, bắt được. Quỷ đế cười lạnh, nổ vang không ngừng truyền đến, Lâm Việt phun ra một mồm to huyết tới. Kẻ hèn tam hành chờ ngươi tới rồi chín hành đại đế cảnh, có lẽ còn có thể lưu lại ta trí. Tôn huyết bị cá câu đánh trúng, trực tiếp đem này đánh vào Lâm Việt trong cơ thể. Lâm Việt nhớ kỹ này bút chướng, thân hình lần thứ hai xuất hiện khi, đã tới rồi 250 vạn trượng ở ngoài, thương linh đạo giới lĩnh vực, Lâm Việt đè lại chính mình ngực, hắn nếu là trọng đặt mình trong thể thời gian. Kia trí tôn huyết cũng sẽ biến mất, nhịn một chút. Luyến tiếc trí tôn huyết, lâm Việt gần đây tìm được rồi đi thông thương linh đạo giới truyền. Tống trận, sau lưng, cá câu vẫn như cũ lần thứ hai buông xuống, vèo. Lâm Việt biến mất tại chỗ, nhưng lần này hắn khoảng cách. Vẫn như cũ khoảng cách cá câu 300 vạn trượng nội. Nhưng là quỷ đế lại là do dự xuống dưới, thương linh đạo chủ địa bàn quỷ đế gắt gao cắn răng, sâu không thấy đáy thương uyên nội. Bộc phát ra đáng sợ tiếng giống giận nếu là Lâm Việt còn ở thiên mạc vũ trụ bình thường khu vực. Quỷ đế thế tất lộng chết Lâm Việt, khả Lâm càng trốn vào mặt khác nói giới nội. Vậy không giống nhau, nói giới chi gian, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hắn kiêng kỵ thương linh đạo chủ. Nếu trực tiếp tiến vào hắn địa phương, thế tất sẽ đưa tới thương linh đạo chủ bất mãn, bản đế không tin tìm không thấy ngươi. Quỷ đế tiếng hô không ngừng, cá câu tự vô tận tinh vực ở ngoài trở về, nhân quả đạo ý truyền. Động lại là ở thương uyên nội, xuất hiện lâm việt dung mạo, này dung mạo bất quá hư ảnh. Phóng ra ở thương uyên trên không? Lâm việt, người mang phương nghi đế bảo. Bản đế không thể tiện nghi thương linh đạo chủ chợt Đó là nghe được quỷ đế hiệu lệnh thương uyên thanh âm. Cấp bản đế tuyên bố nói giới lệnh truy nã, thiên mạc chín giới, vô luận là ai? Bắt sống lâm Việt giả thưởng bản đế một năm đạo ý hiểu được lời. Này vừa nói ra thương uyên chấn động. Đại đế một năm hiểu được đối với đế cảnh dưới sở hữu võ giả tới nói. Căn bản là vô pháp chống cự khen thưởng, này đã không thể xem như khen thưởng cấp bậc đây là một. Hồi thiên đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, lâm Việt mặt còn có quỷ đế lệnh truy nã, tự thương uyên rời đi hướng về toàn bộ thiên mạc vũ trụ tan đi thương linh đạo giới hạo nguyệt vương triều một tòa phiêu đãng u hương gác mái nội nguyên bản hơi nước tràn ngập tiểu không gian trong dây lát bọt nước văng khắp nơi a một tiếng cơ hồ đâm thủng mang tai thanh âm truyền đến lâm việt tự trong nước bò ra tới thương thế dũng đi lên trí tôn huyết bị mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể chính phá hư hắn kinh mạch đây là, lau đi bên miệng huyết, lâm việt nhìn quanh bốn phía, thương linh trăm chiều chung. Yếu nhất hạo nguyệt vương chiều sau, lâm. Việt thực mau nhận ra tới, nhưng giờ phút này hắn dưới chân nhu nhược vô cùng, nhìn xuống dưới. Như thế nào có người nha? Lâm Việt tự kia thiếu nữ trên người nhảy xuống tới, tùy chân đá hai hạ, sẽ không bị ta áp đã chết đi, mới vừa rồi nguy cơ thời điểm. Hắn chỉ xác định truyền tống trận có thể tiến vào thương linh đạo giới. Nơi nào có thời gian đi hắn thông đến nơi nào? Đừng đá hỗn đản, dưới chân vẻ mặt chấm đất thiếu nữ tức giận mắng không ngừng, Lâm Việt lui ra. Phía sau một bước, nàng mới chậm rãi bỏ ra tới, nhưng giờ phút này thiếu nữ lại là huyết khí. Dâng lên, phun ra một mồm to huyết tới. Nàng thân xuyên xa mỏng quần áo, bị Lâm Việt bắn khởi bọt nước đã lộng ướt không ít đừng. Nhìn, thiếu nữ đôi tay chặn chính mình, nhưng ngay sau đó nàng lần thứ hai phun ra một búng máu, xong. Rồi, ngươi cái hỗn đản, vì sao phải ở ta luyện công thời điểm tiến vào? Nàng căm tức nhìn Lâm Việt, ngươi là... Hạo Nguyệt Vương triều thất công chúa, trương tình tiết, Lâm. Việt một tay chảo quá đối phương cổ tay trắng nõn, ngươi làm gì? Trương tình tiết muốn phản kháng, lại bị Lâm Việt quát một tiếng. Hạo Nguyệt lưu âm công pháp luyện đến tầng thứ bảy, một khi phản phệ. Ngươi liền chờ chết đi, ngươi. Ngươi là ai? Trương tình tuyết trường lớn mắt, ngươi như thế nào biết ta luyện đến tầng thứ bảy? Không đúng, ta hạo nguyệt lưu âm công pháp chỉ có vương tộc người biết được. Ngươi là làm sao mà biết được, lâm Việt đột nhiên xuất hiện, hại nàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trương tình tuyết càng thêm tò mò, là lâm Việt một ngữ nói ra chính mình công pháp tên. Còn biết nàng luyện đến tầng thứ bảy, này không hợp lý, này không quan trọng, khụ. Lâm Việt khụ ra huyết, biết trí tôn huyết cùng thương thế không thể kéo. Mượn thân thể của ngươi dùng một chút, rớt. Lời, trương tình tiết sợ tới mức lui về phía sau, lại bị Lâm Việt hút lấy, huyết khí bùng nổ. Âm dương nhị khí tuần hoàn không thôi, đúng là, điều hòa pháp tác. Trương tình tiết nơi nào có thể nghĩ đến, cái này trống rỗng xuất hiện ra hòa. Sẽ đột nhiên đối chính mình dùng sức mạnh. Chính là ngay sau đó, trương tình tiết toàn thân bị một cổ ấm áp hơi thở kéo nguyên bản bị Lâm Việt đột nhiên xuất hiện quấy dày hơi thở. Lập tức trở nên thông thuận lên, thật là lợi hại, ngươi như thế nào làm được? Trương tình tuyết chỉ cảm thấy kia dòng nước ấm đi khắp nàng toàn thân, tuần hoàn không thôi. Tự hồ cực kỳ quen thuộc nữ nhân thân thể cấu tạo, liền. Tính ngươi lợi hại như vậy, tự tiện xông vào bản công chúa tẩm cung. Ta cũng phải trị tội ngươi tử tội. Mà khi trương tình tiết khá hơn nhiều lúc sau, nàng một tay che lại chính mình trước người một bên lạnh giọng nói lâm việt thấy thế biết chính mình trí tôn huyết tạm thời bị đè ép đi xuống nhưng là hiện tại vẫn là có thể rời đi thời điểm quỷ đế sẽ không bỏ qua hắn ấn lâm việt phán đoán hắn tất nhiên đã đã nhận ra chính mình trên người đế bảo hơi thở cho nên mới sẽ bám giết không tha đuổi theo chính mình mấy trăm vạn trượng mà thương linh đạo giới đối hiện giờ lâm việt tới nói là an toàn nhất địa phương Nghĩ đến đây, còn có trước mặt 15 tuổi tiểu công chúa, Lâm Việt trong mắt vừa truyền. Lại là cả người ngã xuống, ai ngươi, chương tình tiết sửng sốt, đánh giá Lâm Việt uy. Ngươi tỉnh tỉnh, nàng diêu nửa ngày, ngón tay ngọc lại ở Lâm Việt lỗ mũi hạ ngừng một hồi, con. Chưa có chết, nhưng là như thế nào chết ngất đi qua, công chúa, làm sao vậy, ngoài. Cửa, cung nữ bị kinh động tiến đến dò hỏi, không có việc gì, các ngươi đừng tiến vào trương tình tiết nhăn mày liễu, rơi vào đường cùng. Đem lâm việt phóng thượng chính mình mềm sụp phía trên, thân. Thể còn rất rắn chắc, như thế nào dễ dàng như vậy té xỉu. Trương tình tiết lầm nhầm lầm nhầm, buông lâm việt sau, đó là lập tức trốn đến cái chắn sau. Cho chính mình thay quần áo, lâm việt trộm mở mắt ra, trong lòng nghĩ. Ở chỗ này nhưng thật ra có thể hảo hảo trốn một chút quỷ đế hắn bỗng nhiên nhớ rõ, này hạo nguyệt vương triều ti nói là thương linh đạo giới tương đối nhỏ. Yếu một sớm, thả thất công chúa ở hạo nguyệt vương triều cũng không thế nào đắc thế, bất quá này. Vương triều phía dưới che giấu đồ vật nhưng thật ra có thể cho hắn hảo hảo lợi dụng một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Việt lập tức kêu lớn lên, ta ta như thế nào cái gì đều nhìn không tới. mười 513 hắn bản chức kỳ thật là cái diễn viên người mù thần y phú nhị đại khất cái thích nữ nhân nữ nhân thích nam nhân nam nhân lâm việt ở kia mười vạn năm sắm vai vô số nhân vật thiên phú võ đạo lý giải tâm tính bất quá hắn am hiểu kỹ năng bên trong tiếp theo hắn bản chức kỳ thật là cái diễn viên người người làm sao vậy ở bình phong sau thay quần áo chương tình tiết nghe được lâm việt tiếng kêu lập tức kéo lên đai an toàn đi ra cuống quít chi gian liền thấy Lâm Việt đã từ mềm sụp thượng bò xuống dưới, một cái lảo đảo té ngã trên đất cần. Thận, Trương Tình Tuyết phi thân mà đến, nhu nhược thân hình chặn Lâm Việt ta. Ta thấy thế nào không thấy, Lâm Việt đồng tử dại ra. Nhưng lại là đầu làm ra nhìn quanh bốn phía bộ dáng, Trương Tình Tuyết trong lòng kinh ngạc này. Vừa mới không phải còn hảo hảo nhận ra chính mình sao? Nàng thử tính mà dùng tay ở Lâm Việt trước mặt quơ quơ. Khả Lâm càng một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền trong mắt cũng chưa động quá, không? Phải chăng, ngươi, như thế nào đột nhiên nhìn không thấy, trương tình tiết hoảng sợ. Nhưng Lâm Việt kế tiếp động tác cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi, bi thống, hắn nghiêng ngả lảo đảo. Nhảy vào ngay từ đầu trong ao, cẩn thận một chút, trương. Tình tiết lập tức nhảy xuống, bất chấp vừa mới thay quần áo lại cấp lộng ướt đem Lâm Việt ôm đi lên, Trương Tình Tuyết bỗng nhiên có loại chịu tội cảm, chẳng lẽ là vừa mới. Cho ta chữa thương thời điểm, đem hắn cấp hại, Trương Tình Tuyết trong lòng nghĩ. Nhưng lúc này, Lâm Việt đồng thời nói, hạo nguyệt lưu âm công pháp phản vệ. Nhất định là hạo nguyệt lưu âm công pháp phản vệ ta thế ngươi thừa nhận rồi, sau Khi nghe xong, Trương Tình Tuyết hô hấp dồn dập đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, lâm việt biết rõ cái này thất công chúa tính cách như thế nào ở mười vạn năm trong lúc hắn cũng từng dùng đồng dạng phương pháp lừa gạt đối phương đồng tình tâm lấy này cùng thất công chúa vui vẻ vài lần chỉ là hiện tại mục đích bất đồng hắn muốn là mượn dùng hạo nguyệt vương triều làm chính mình ở thương linh đạo giới cắm dễ do đó làm chính mình cùng thương uyên có chân chính đối kháng tư cách ta tựa hồ thành thục không ít Lâm Việt trong lòng suy tư, cố ý hướng về trái ngược hướng bái quyền. Ta nhớ rõ ngươi là Hạo Nguyệt Vương triều thất công chúa, tại Hạ Lâm Việt. Tham kiến thất công chúa, nơi này, ta ở chỗ này, Trương. Tình Tiết thấy Lâm Việt liền đang ở trước mắt chính mình đều nhìn không tới. Người này lại là bị chính mình làm hại hoàn toàn mù, này nhưng như thế nào cho phải ngươi? Nhận thức ta, Trương Tình Tiết kinh ngạc, biết Trương Tình Tiết tên này không ít nhưng là nàng ở vương cung xưa nay thâm nhập thiền xuất. Một chút bị một cái người xa lạ nhận ra tới, này cũng có chút kỳ quái, ngươi. Là vương triều người, trương tình tuyết bỗng nhiên nhớ tới vừa mới lâm Việt đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng đối lâm Việt có chịu tội cảm, nhưng vẫn là muốn truy vấn một phen, vì... Sao ngươi sẽ đột nhiên xâm nhập bản công chúa tẩm cung, ngươi có biết? Ai, ở bên ngoài cũng là chết, tại hạ cũng là bất đắc dĩ cùng với chết ở đại vương tử nhân thủ còn không bằng tới thất công chúa nơi này thử thời vận lâm việt nói làm chương tình tiết sửng sốt ngươi là đại vương huynh người không hắn là ta kẻ thù lâm việt tức giận truyền đến hử lạnh nói công chúa có điều không biết lần thứ hai đối với không khí bái quyền lâm việt hỏi việc này nói ra thì rất dài công chúa nơi đây nhưng có đàn ta có thể một bên đạn một bên nói sao biên đạn biên nói Trương Tình tiết chớp chớp mắt, thầm nghĩ đây là cái gì kỳ quái đam mê? Chỉ là trong lòng đối Lâm Việt có hổ thẹn, vẫn là gật gật đầu, không khỏi Lâm Việt đi qua đi nghiêng ngả lảo đảo. Trương Tình tiết truyền đến đàn cổ, nơi này nàng thấy Lâm Việt tay ở không trung giao động một bộ sờ không tới đàn cổ bộ dáng, đó là bắt lấy Lâm Việt một bàn tay. Ai biết Lâm Việt giờ phút này một cái tay khác cũng là đột nhiên hạ xuống, vừa vặn đụng phải Trương Tình tiết trước người, làm càn ngươi. Trương tình tiết tức giận, thất công chúa uy nghiêm sôi nổi mà ra, nhưng mà ngay sau đó. Nàng lại thấy lâm việt vẻ mặt mờ mịt công. Chúa thứ tội, ta có phải hay không đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật không? Không có gì, trương tình tiết thở dài. Này đối một cái người mù, vẫn là bởi vì chính mình mà manh. Nàng như thế nào có thể lại trách cứ đi xuống, người cầm, ở chỗ này, trương. Tình tiết lược hiện lạnh lẽo tay bắt lấy Lâm Việt, lần này nàng sợ Lâm Việt sờ loạn chảo tương đối khẩn đa tạ công chúa lâm việt hai mắt cứng còng đôi tay cảm thụ được cầm huyền vị trí thực mau cầm huyền kích thích yêu thương tiếng đàn tùy theo truyền tới chương tình tiết lỗ tay hảo bi thương tiếng đàn chương tình tiết con mắt sáng bỗng nhiên tiếng đàn mà có chút ảm đạm ngay sau đó chỉ nghe được lâm việt lời nói truyền đến tại hạ ở tại hạo nguyệt vương triều bên cạnh tiểu mạch mà trong nhà có lão lại có thê sinh hoạt nhạc vô cùng ai ngờ đại vương tử coi trọng ta hiền thê tiểu nhân tự nhiên chết đều không đồng ý nề hà thân thể yếu đuối liều mạng mạng nhỏ không địch lại vương tử thủ hạ một trưởng phách lão nhân hiền thê tha chết không từ đồng thời về tây tiểu nhân tiến cung ám sát kẻ thù tưởng tẫn cuối cùng một phần lực thủ vệ nhận thấy được nguy cơ tiểu nhân mệt mỏi bôn tẩu trốn ngàn dặm bất đắc dĩ lẻn vào công chúa cung để, nhìn thấy công chúa tẩu hỏa nhập ma đành phải trước cứu ngươi, tiếng đàn dừng. Lại, giọng nói cũng ngừng. Trương tình tiết chính nghe được nhập thần, theo bản năng mở miệng, đừng đình nha, nàng. Vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế có tiết tấu cảm cùng áp vần âm lời nói hợp nhất, sự. Tình phía sau, Lâm Việt thật dài thở dài một tiếng, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng là chương tình tiết lại là đã đầy mặt xin lỗi, mặt sau tự nhiên là đôi mắt bị nàng hại mù chương tình tuyết áy náy cảm càng sâu nguyên lai ngươi là bị vương huynh hại thảm vừa vặn trốn vào tới ta nơi này chương tình tuyết hạo xỉ cắn chặt đại vương huynh xưa nay không chuyện ác nào không làm ta cũng chán ghét chết hắn lâm việt ngươi yên tâm ngươi có thể ở chỗ này trước trốn trốn lâm việt trên mặt vẫn như cũ mờ mịt nhưng là trong lòng lại là rất rõ ràng hắn ở bị nhốt mười vạn năm hiểu biết quá chương tình tuyết biết đối phương ghét nhất người chính là đại vương tử một phen lừa dối dưới hắn hố đại vương tử một phen thả đem chính mình hiền thê lão nhân nói chết thất công chúa tưởng cha cũng chết vô đối chứng ở bản công chúa nơi này ta bảo đảm an toàn của ngươi thẳng đến đại vương huynh quên ngươi lại đi ra ngoài cũng không muộn trương tình tiết dứt lời lại cảm thấy không ổn không đúng chờ ngươi đôi mắt hảo người mới có thể rời đi, nàng vỗ vỗ ngực bảo đảm, bản công chúa cũng không thiếu nhân tình. Người nếu nhân ta bị thương, ta nhất định sẽ phụ trách. Ai, lâm Việt này thương, nhưng thật ra lại có biện pháp giải quyết cái gì, trương. Tình tiết trường lớn mắt, chỉ nghe lâm Việt tiếp tục nói. Công chúa nhưng nhớ rõ ta hôn mê trước chợ ngươi giải trừ tẩu hỏa nhập ma công pháp tự. nhiên nhớ rõ. Trương tình tiết gật đầu, cái loại này vi diệu mà cả người nóng rực cảm giác giống như dấu vết ở nàng trong lòng, như thế nào có thể dễ dàng quên, nếu là lấy ta điều hòa công pháp, có lẽ có cơ hội chữa khỏi. Lâm Việt do dự một hồi, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là công chúa thiên kim chi khu. Như thế nào có thể cùng ta cái này hạ nhân tu luyện, như thế nào không thể. Trương tình tiết lập tức đánh gãy hắn nói, bản công chúa nói qua. Một người làm việc một người đương, nếu hại ngươi, liền nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi nếu không ta cùng đại vương huynh lại có cái gì khác nhau. Nàng hiển nhiên có chút giận dữ, lôi kéo lâm việt đó là thượng mềm sụp tới. Chúng ta lập tức thử xem. Chương 514 luyện hóa trí tôn huyết. Chương tình tiết mang theo lâm việt thượng mềm sụp, chưa từng có nam nhân từng vào nàng tư nhân. Tẩm cung, càng thêm không có nam nhân thượng quá nơi này, nhưng là lâm việt là cái ngoại lệ, nếu. Lâm Việt ngay từ đầu không có cấp nhượng lại chương tình tiết vừa lòng đáp án có lẽ dựa theo chương tình tiết trước kia bá đạo công chúa cá tính. Đã đem Lâm Việt kéo ra ngoài chém đầu, nhưng là hiện tại bất đồng, Lâm Việt bất luận cái gì một. Cái kịch bản, cứu nàng tẩu hỏa nhập ma, bị nàng làm hại hai mắt mù. Còn có nguyên nhân vì đại vương tử mà xuất hiện bi thảm nhân sinh, mỗi một chút đều đánh trúng. Chương tình tiết trong lòng uy hát yêu ta, dựa theo thượng một lần Lâm Việt cho nàng chữa thương ký ức trương tình tiết tay ngọc bắt lấy lâm việt là là cái dạng này sao nàng mới lạ hỏi lâm việt thấy nàng chỉ là tùy ý mà bắt lấy tay mình không đúng không đúng hắn lắc lắc đầu cùng trương tình tiết mười ngón khẩn khấu lên ân trương tình tiết sợ tới mức rụt rụt nàng còn chưa từng có bị nam nhân kéo qua tay nhưng là nhớ tới chính mình hại lâm việt lập tức một cắn hạo xỉ phối hợp lên sau đó đâu hai người khoanh chân ngồi đối diện mười ngón tay đan vào nhau công chúa lâm việt không phải vương tộc người thân phận phía dưới thật sự có thể cho ngài giúp ta chữa thương sao làm chuyên nghiệp nhân sĩ lâm việt tự nhiên muốn thoái thác một chút chương tình tiết thấy hắn khách khí có thêm thả tuy rằng cùng chính mình tư thế có chút siêu việt nam nữ chi biệt nhưng là ngược lại lâm việt cho nàng cảm giác cực kỳ thoải mái không phải cái loại này đối mặt đăng đồ lãng tử bài xích không có việc gì, ta có trách nhiệm trị liệu hảo ngươi, yêu cầu ta như thế nào làm? Ngươi cứ việc nói. Trương Tình tuyết nghiêm túc mở miệng, nhưng thấy Lâm Việt vẫn là vẻ mặt tự ti bộ dáng. Hơi có chút đồng tình tâm xúc động, giải thích nói, ta cùng mặt khác vương huynh bất đồng. Ta vẫn luôn cho rằng, người cùng người chi gian, không có cao thấp chi phân. Mặc dù ta sinh với vương tộc, nhưng là cùng các ngươi địa vị tại đây phiến sao trời dưới chính là bình đẳng, Lâm Việt nhẹ nhàng cười, phối hợp chính mình dại ra ánh mắt. Nhưng thật ra có một ít hỉ cảm, thấy thế, Trương Tình Tiết cũng là đối hắn hảo cảm tăng nhiều. Nếu là như vậy tuấn tiếu một thiếu niên bởi vì chính mình vĩnh viễn nhìn không tới bên ngoài. Thế giới, nàng nên là cỡ nào hư nữ nhân a à? Nghĩ đến đây, Trương Tình Tiết bỗng nhiên có chút kỳ quái, ngươi tuổi tác. Tự hồ cùng ta không sai biệt lắm, như thế nào sớm như vậy liền thành hôn. Lâm Việt bất động thanh sắc mà mở miệng, con nhà nghèo sớm đương ra sao? Công chúa sinh với vương tộc có lẽ không rõ chúng ta. Muốn tìm một cái thích hợp chính mình bạn lữ, kỳ thật là rất khó sự tình, rớt. Lời, Lâm Việt không quên cho chính mình hốc mắt nội bỏ thêm điểm lệ quang. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thấy. Thế, trương tình tiết tự nhiên cho rằng tự mình nói sai, vỗ vỗ miệng mình. Âm thầm thề không bao giờ hỏi nhiều Lâm Việt hết thảy sự tình. Để tránh gợi lên hắn thương tâm chuyện cũ, Lâm Việt thấy mục đích đạt tới. Điều hòa pháp tắc vận truyền, hai người chi gian lập tức có một loại bị liên tiếp cảm giác ngươi. Chậm một chút ta không chịu nổi, Trương. Tình tiết nhẹ nhấp cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy mười ngón truyền đến từng đợt huyết khí va chạm, không ngừng hối nhập chính mình trong cơ thể. Này huyết khí ở nàng trong cơ thể du tẩu, tại đây đồng thời, nàng trong cơ thể cũng có một lực lượng mạc danh bị Lâm Việt lôi kéo, người này công pháp, hảo kỳ diệu nha, đây là ta tổ truyền công pháp. Tùy ý giải thích một câu, Lâm Việt đó là nhắm lại mắt. Cảm thụ chương tình tiết đó là mượn tới cực âm chi lực. Cùng chính mình cực dương chi lực cho nhau thúc dục, điều hòa pháp tắc đang nhanh chóng chữa trị chính mình trong cơ thể thương thế. Nếu là sử dụng hệ thống trực tiếp trọng trí thân thể hắn, xác thật là nhanh nhất phương pháp nhưng là thời không bị trọng trí sau. Trí tôn huyết cũng sẽ rời đi trong cơ thể, Lâm Việt cảm thấy vẫn là không cần làm điều thừa. Nếu vận khí tốt gặp gỡ một nữ nhân, lấy điều hòa pháp tác. Chẳng những có thể thuận tiện chữa thương, còn có thể thuận thế buông xuống tôn huyết cấp hấp thu, Lâm Việt khống chế trí tôn huyết lưu. Chuyển, ngay từ đầu được đến trí tôn huyết thời điểm, hắn còn chỉ là quá thượng cảnh tự nhiên vô pháp hoàn chỉnh mà hấp thu nhưng hiện tại bất đồng hắn chiến thể tuy nói vẫn như cũ có chút miễn cưỡng nhưng là có thể nếm thử đi hấp thu thứ này không thể làm ta bước vào trí tôn cảnh nhưng là nếu có thể hiểu được ra một đạo trí tôn cảnh tương quan pháp tác uy lực của nó to lớn cũng so bình thường pháp tác lợi hại rất nhiều lâm việt biết chính mình mỗi một đạo pháp tác hiện giờ đều là cực kỳ đặc biệt vĩnh hằng điều hòa thiên đạo bình thường pháp tắc cảnh căn bản vô pháp được đến lợi hại như vậy pháp tắc mà hắn võ đạo phía trước cùng tu thiên đế luận đạo thời điểm liền đã nói qua lâm việt phải làm là mỗi một bước cảnh giới đều đạt tới cực hạn kể từ đó hắn về sau pháp tắc tự nhiên cũng không thể so hiện có nhược quá nhiều trí tôn pháp tắc lâm việt suy tư cảm nhận được trí tôn huyết ở trong cơ thể dung hợp nhưng tiến độ lại không tốt bởi vì ta đều không phải là pháp tắc cảnh đệ tam trọng thiên cho nên trí tôn huyết xuất hiện bản năng bài xích lâm việt lập tức đã nhận ra nguyên nhân nhưng là điều hòa pháp tắc dưới kia trí tôn huyết bị lâm việt cùng chương tình tiết âm dương nhị khí không ngừng pha loãng người chịu cùng không chịu đều đến bị ta dung hợp lâm việt trong lòng nghĩ chương tình tiết sắc mặt càng thêm đỏ bừng sớm đã cùng lâm việt giống nhau nhắm lại mắt không dám nhiều lời một câu, ba cái canh giờ sau, Lâm Việt mới chậm rãi buông ra tay. Trương tình tuyết hơi thở có chút hỗn loạn, giảm bớt hồi lâu lúc sau. Mới từ tu luyện chung kết thúc, người điều trị mà thật nhanh nhạt trương. Tình tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Việt, nàng có thể cảm nhận được. Lâm Việt cùng nàng trải qua tu luyện khó khăn giống nhau như đúc. Nhưng là Lâm Việt lại một chút không cần sau khi kết thúc điều trị, ngược lại là nàng cái này pháp tác cảnh nhất trọng thiên công chúa. Sau so Lâm Việt nhiều điều trị nửa canh giờ mới kết thúc ta, đại khái thói quen, Lâm. Việt tùy ý giải thích một câu. Mà trương tình tiết lại là tò mò mà ở hắn trước mắt quơ quơ tay, đôi mắt của ngươi, thấy. Lâm Việt vẫn như cũ dại ra ánh mắt, trương tình tiết có chút mất mát. Còn không có hảo sao, so vừa mới thoải mái nhiều. Lâm Việt cố ý đối với không khí bái quyền nói, đa tạ công chúa. Loại này tu luyện đích sắc hữu dụng, chẳng qua ít nhất yêu cầu 10 lần. Mới có thể có cơ hội làm ta hồi phục thị lực, 10 lần. Trương tình tiết chớp chớp mắt, không có việc gì, chỉ cần đối với ngươi có hiệu quả. Chúng ta đây tiếp tục tu luyện đi, không? Thể, này tu luyện mỗi ngày chỉ có thể làm một lần, làm nhiều thương thân thể, lâm. Việc giải thích một câu, trong lòng lại là nghĩ, trong thân thể hắn trí tôn huyết, còn cần đại khái 9 lần mới có thể hoàn toàn luyện hóa dung hợp tiến chính mình chiến thể nội đương hoàn toàn luyện hóa. Là lúc chính là Lâm Việt bước vào chiến thể pháp tắc cảnh nhị trọng thiên thời điểm. Chúng ta đây ngày mai lại tu luyện chương. Tình tiết sờ sờ cầm, hiện tại sắc trời đã đen. Lâm Việt đang ở nơi nào nhưng thật ra thành vấn đề, tại. Hạ cũng không nhiều lắm quấy giày công chúa. Lâm Việt cũng là biết thời gian không còn sớm, nhưng là lại không có nói rõ để tránh lộ ra sơ hở, ta đoán công chúa cũng mệt mỏi. Lâm Việt đi ra ngoài tùy ý tìm một chỗ ngốc đi, không? Thể, bên ngoài đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Trương tình tiết rời đi khuyên nhủ, cùng lúc đó. Ngoài cửa cung nữ bỗng nhiên tới truyền lời, công chúa, từ công chúa tới tìm ngài, sau. Khi nghe xong, trương tình tiết vẻ mặt kinh ngạc, liền Lâm Việt biểu tình cũng có hứng thú lên. mười 515 Hạo Nguyệt Phong ba tứ công chúa Trương Táp Táp ở Lâm Việt trong ấn tượng. Chính là cùng chương tình tiết đối đầu người, hạo Nguyệt Vương Triều liền thứ bảy cùng đệ tứ. Hậu đại là công chúa, còn lại tất cả đều là vương tử, này cũng tạo thành hai cái công chúa chi. Gian nhiều lần tranh sủng, tranh nhiều, tự nhiên ngày thường thuộc hạ người cũng cọ sát không ngừng, nàng. Như thế nào tới, chương tình tiết nói thầm. Cùng Lâm Việt nhẹ giọng công đạo một câu, làm Lâm Việt trước trốn đi, tùy theo đó là mở ra tầm cung môn, lại thấy những cái đó cung nữ mỗi người lệ quang lập lè, các ngươi như thế nào khóc trương. Tình tiết có chút kinh ngạc là, là tứ công chúa đánh, đi đầu cung nữ ấp úng nói, buồn cười. Trương tình tiết cả người đều không tốt, tới ta nơi này là tìm phiền toái sao, hừ. Lạnh một tiếng, trương tình tiết đạp bộ mà ra, rời đi tầm cung. Còn không quên phân phó bất luận kẻ nào không được đi vào, Lâm Việt thấy cung nữ tùy tay đóng. Cửa lại đó là một người bất đắc dĩ mà ngồi ở trên giường, sơ sơ cầm, cũng. Không biết tiểu mị mị bọn họ thế nào? Lâm Việt phán đoán nói, theo đạo lý có tu di đại tôn ở. Hắn hẳn là quen thuộc thiên mạc vũ trụ đồ vật, hơn nữa tiểu mị mị, dương khai. Nữ bạt thực lực của bọn họ, mặc dù so ra kém chín đại nói giới đỉnh cấp chiến lược. Nhưng là sinh tồn xuống dưới hẳn là cực kỳ sự tình đơn giản hắn nhìn mắt nhẫn chữ vật nội, chín đại đế bảo còn ở chính mình trong tay, chỉ cần thứ này không? Giao ra đi, quỷ đế đuổi giết liền sẽ không kết thúc, rốt cuộc đây là quỷ đế đợi vạn năm đồ. Vật nhưng nếu rơi vào lâm Việt trong tay, hắn tự nhiên không có khả năng giao ra đi. Thậm chí quỷ đế dám tiếp tục đoạt. Lâm Việt ngay sau không ngại làm quỷ đế hối hận hôm nay hành động, chương. Táp táp đại buổi tối tới tìm chương tình tiết có điểm ý tứ lâm việt cười hạo nguyệt vương chiều nội đấu hắn biết vẫn luôn đều tồn tại nếu thực sự có tân đấu tranh lâm việt nhưng thật ra có thể giúp một tay chương tình tuyết đồng thời cũng thuận tiện làm chính mình mau chóng ở chỗ này đứng vững gót chân nằm xuống lâm việt nhắm mắt lại luân phiên đại chiến mặc dù hắn hiện tại thương thế đã khá hơn nhiều chỉ đợi buông xuống tôn huyết hoàn toàn luyện hóa liền có thể đột phá nhưng là tâm linh thượng mỏi mệt này vẫn là yêu cầu ngủ tới giải quyết ngoại giới đại điện. Trương tình tiết căm tức nhìn trước mắt nữ tử, đó là một cái so nàng lớn hơn 2 tuổi nữ tử. Một thân giữ mình váy dài uốn lượn rơi xuống đất cử chỉ thô cuồng. Lớn lên cũng có chút sắc bén. Tuy là hình dáng tinh xảo, so được với chương tình tiết bảy thành mỹ mạo. Nhưng là tổng cho người ta một loại không hảo ở chung cảm giác muội muội ngươi đã tới. Trương táp táp ngoài cười nhưng trong không cười mà đi rồi đi lên. Giữ chặt trương tình tiết tay, muội muội ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt trương. Tình tiết lạnh giọng nói, tỉ tỉ. Là cái gì tin tức tốt làm ngươi đánh ta cung nữ mấy bàn tay nha, trương táp táp phụt cười. Muội muội ngốc, ngươi về sau phải hảo hảo quản giáo người của ngươi. Cứ nhiên dám cùng tỉ tỉ ta tranh luận thôi. Hôm nay ta cũng lười đến cùng này đó ti tiện người so đo. Trương táp táp ngược lại ác nhân trước cáo trạng lên, làm trương tình tiết nhất thời nghẹn lời. Nhưng nàng lập tức đem đề tài chuyển rời đến chính mình càng thú vị sự tình. Ta nói rất đúng tin tức là về thái phó ngươi nhưng nhớ rõ trước đó vài ngày vương hậu mạng lớn vương huynh cho chúng ta mấy cái đệ đệ muội muội an bài thái phó. Chúng ta những người khác thái phó đều tuyển hảo không phải liền kém ngươi nơi này. Thay đổi mấy nhậm thái phó sao? kia sự kiện ta không phải nói đừng tìm sao, chương tình tiết cao mày, này. Vương hậu tự mình hạ lệnh, nơi nào có thể cự tuyệt. Đại vương huynh đã tìm hảo tân người được chọn, ngày mai liền sẽ tới ngươi trong cung. Trương táp táp nhìn như hảo ý mà vỗ vỗ chương tình tiết tay. Người đừng trách tỉ tỉ không nhắc nhở ngươi. Vương hậu khâm điểm đại vương huynh làm chuyện này, ngươi đã lộng đi rồi mấy người. Mà đại vương huynh tìm tới người rất là lợi hại, ngươi cần phải mọi chuyện nghe lời hắn chê cười. Trương tình tiết kiều dung tức giận, ta đường đường vương tộc hậu nhân. Dùng đến một cái không thể hiểu được người tới dạy ta tu luyện sao. Phía trước kia mấy cái giá áo túi cơm, liền ta đều đánh không lại. Còn muốn ta mọi chuyện nghe hắn, thôi, ta giống như trước giống nhau, đuổi đi đó là. Lần này không giống nhau, trương táp táp nhịn không được cười nói. Nghe nói lần này vương huynh mời đến chính là một vị pháp tắc tam trọng thiên cao thủ nhưng cùng trước kia những cái đó bọc mủ không giống nhau vậy làm hắn tới thử xem trương tình tiết sắc mặt đã cực kỳ khó coi nàng không phải ngốc tử như thế nào sẽ không rõ đây là trương táp táp tới tiên lễ hậu binh là đại vương huynh phái ngươi tới đi trương tình tiết thử tính hỏi một câu ha hả muội muội như thế nào sẽ như vậy tưởng đây là tỷ tỷ chính mình tới nhắc nhở ngươi trương táp táp ánh mắt lập lè một chút đại vương huynh đối với vương hậu mệnh lệnh cũng là không dám cãi lời, cho nên muội muội ngươi, vẫn là đừng làm hắn khó xử. Ninh Bạch, Trương Tình tiết đạm đạm cười, trong lòng đã rất rõ ràng, đương kim hạo Nguyệt Vương. Triều Vương Hậu, chính là đại vương tử cùng Trương Táp Táp mẹ đẻ, mà những người khác. Lại chỉ là cùng hai người bọn họ cùng cha khác mẹ sinh ra thôi. Chỉ tiếc bọn họ không có trương táp táp cùng đại vương tử như vậy phúc khí, trương tình tuyết mẫu hậu, ở nàng sau khi sinh, đó là đã chết, chẳng qua hạo nguyệt thánh thượng nhất sủng ái. Lại là cái này thất công chúa. Cho nên trương táp táp cùng đại vương tử. Cũng không thể không đối trương tình tiết có chút kiêng kỵ, nhưng mà cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Này không ảnh hưởng hai người bọn họ muốn đem trương tình tiết diệt trừ cho sảng khoái tâm tư. Này đó thời gian, cái gọi là cho nàng cùng mấy cái vương huynh tiển thái phó trên danh nghĩa là vương hậu muốn đương một cái hiền thê lương mẫu nhân vật. Dạy dỗ hảo này đó vương tộc con nối dõi, trên thực tế, lại là phái người tới giám sát bọn họ. Thậm chí tìm tới giáo chương tình tiết những cái đó. Mơ hồ còn sẽ chút mê hoặc nhân tâm yêu thuật. Muốn khống chế chương tình tiết tâm tư, chẳng qua phía trước những cái đó. Đều bị chương tình tiết tìm cơ hội đuổi đi. Người trở về nói cho đại vương huynh, thái phó sự tình, bản công chúa không cần cũng không hiếm lạ, không cần cho ta tìm tân người, Trương. Tình tiết cả giận nói, sau khi nghe xong. Trương táp táp tựa hồ sớm có điều liêu, ngữ khí sắc bén vài phần, đại vương huynh nói. Chuyện này không phải do muội muội phản đối, nhưng thật ra biện pháp có một cái. Nếu là muội muội thật sự không muốn hắn cho ngươi tìm thái phó. Người đại có thể chính mình tìm một cái. Chính mình tìm một cái, trương tình tiết chớp chớp mày liễu, bỗng nhiên trong lòng nghĩ tới một người lâm việt đem lâm việt lưu tại bên người vương cung tai mắt đông đảo luôn có một ngày có lẽ sẽ bị đại vương tử phát hiện cùng với lo lắng đề phòng không bằng cấp lâm việt một cái chính đại quang minh thân phận một cái mặc dù đại vương tử tưởng động cũng muốn cân nhắc một chút thân phận không có gì thân phận sau so chương tình tiết sư phụ càng tốt hảo ta đây liền chính mình tìm một cái Trương Tình tiết hừ lạnh một tiếng. Lúc này đáp nhưng thật ra làm Trương Táp Táp có chút kinh. Ngạc những năm gần đây này nha đầu thúi thế lực đều bị Đại Vương từ cùng nàng hư cấu đi. Hiện tại nàng cậy vào cũng chỉ dư lại phụ vương đối nàng sủng ái. Nàng đi nơi nào tìm người tiếp tục trang. Ha hà kia như vậy tỷ tỷ ta đi cùng Đại Vương huynh nói nói. Ngày mai dẫn hắn tìm thái phó tới gặp ngươi, Trương Táp Táp cười như không cười địa đạo thuận tiện tới gặp một lần muội muội chính mình tìm người, cái gì? Trương Tình Tiết trong lòng căng thẳng, trúng kế. Trương 516 nói giới lệnh truy nã, ta nhưng không đáp ứng cùng hắn tìm tới người so, Trương. Tình Tiết phản bác nói, nhưng mà Trương táp táp lại như là nghe không thấy. Người đã đi ra cung điện ngoại, trong điện Trương Tình Tiết sắc mặt âm trầm, dọc theo đường đi. Lo lắng sốt ruột mà trở lại chính mình tầm cung vừa mới tiến vào, đó là làm một chúng cung nữ đi ra ngoài, công. Chúa, một cái cung nữ thật cẩn thận mà nhìn chương tình tiết liếc mắt một cái, con. Có chuyện gì? Hồi công chúa, vừa mới công chúa đạn khúc, nô tỳ cả gan muốn hỏi. Công chúa khi nào sẽ ở đạn một lần, khúc thấy. Một chúng cung nữ chờ mong không thôi ánh mắt, chương tình tiết nhưng thật ra có chút khó. Hiểu, hồi lâu mới phản ứng lại đây lâm việt buổi chiều đạn quá một lần khúc kia khúc rất êm tai bản công chúa sẽ đạn thấy này đó cung nữ chờ mong ánh mắt trương tình tiết cũng không thể nói khúc không phải nàng đạn nếu không lâm việt không phải lộ tẩy nhưng còn có chuyện khác trương tình tiết hỏi trong đó một cái cung nữ xem qua đi cực kỳ cơ linh khom người nói hồi công chúa phụ trách tình báo tỉ muội truyền lời tới nói thiên mạc vũ trụ đã xảy ra một kiện chuyện thú vị là về thương nguyên nói giới trương tình tiết xem qua đi chút nào không quan tâm hạo nguyệt việc hơn nữa bên người cũng không có gì người trên thực tế nàng biết chính mình người ở vương cung nội chú định bị đại vương tử cùng trương táp táp nhằm vào cùng với như thế trương tình tiết phái bọn họ rời đi nhìn lại tư cố vô thân nhưng là nàng lại là âm thầm vẫn luôn ở thu thập hạo nguyệt vương triều sở hữu tình báo chẳng những là hạo nguyệt vương triều ngay cả thương linh đạo giới cũng có không ít nàng tình báo này đó trương táp táp cùng đại vương tử tự nhiên không biết một khi có gió thổi cỏ lay trương tình tiết có thể trước tiên lựa chọn đối sách nói tiếp kia cung nữ nào dám kéo dài lập tức trả lời hôm nay thương nguyên nói giới nói chủ đã phát một chương nói giới lệnh truy nã nói giới lệnh truy nã trương tình tiết thần sắc nhịn không được có chút biến hóa đúng vậy truyền lời tới tỉ muội cũng hoảng sợ công chúa này nói giới lệnh truy nã chính là chỉ có nói chủ cấp bậc có thể ban phát dùng để truy nã thiên mạc vũ trụ lợi hại nhất phạm nhân cung nữ liên tục lấy làm kỳ ngữ khí tiếp tục nói bên ngoài tỉ muội sở dĩ nhanh như vậy thu được tin tức là bởi vì thương nguyên nói giới người chỉ tên truy nã người hiện giới chính ẩn thân ở chúng ta thương linh đạo giới ở chúng ta nơi này không tồi truy nã người kêu lâm việt công chúa ngài xem cung nữ trong tay nhẫn chữ vật chợt lóe Nhất thời xuất hiện một bộ họa có Lâm Việt bộ dáng bức họa cuộn tròn. Nói giới lệnh truy nã ngàn năm không ra một lần, lần này Thương Nguyên nói chủ lấy ra một năm đại đế hiểu được làm ngợi khen. Chín giới đều điên cuồng. Kia cung nữ cũng là càng nói càng hưng phấn, cho nên tin tức truyền cực nhanh. Nô Tỳ cảm thấy ngày mai, mặt khác vương tử cùng công chúa cũng sẽ biết chuyện này, tốt các ngươi đi xuống đi, trương tình tuyết đuổi đi này đó cung nữ, mới mạnh mẽ ấn hạ chính mình hô. Hấp địa phương, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng tay ngọc run rẩy nhắc nhở chính mình. Nhưng ngay sau đó lại là lắc lắc đầu, không có khả năng, thương nguyên nói chủ truy nã người. Là lâm Việt, trương tình tuyết biết chính mình sẽ không nhìn lầm. Bức họa cuộn tròn người trên, còn có tên. Nàng xác định chính là hôm nay xông tới chính mình tầm cung nam nhân, người ra tới, trương tình tiết nhìn quanh bốn phía, chậm rãi tới gần chính mình mềm sụp vừa mở ra cái màn giường. Đó là nhìn thấy ngủ say trung lâm Việt khởi. Trương tình tiết vốn định đánh thức hắn. Có thể thấy được lâm Việt như thế an tường bộ dáng thơm ngọt ngủ trạng. Còn có kia tuấn tiếu hình dáng, lại là làm trương tình tiết trong lúc nhất thời luyến tiếc. Đánh gãy đối phương mộng đẹp, ngươi. Trương tình tiết ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận đánh giá. Trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, ngươi rốt cuộc là vương huynh yếu hại người, vẫn là thương nguyên nói chủ truy nã người. Trương tình tiết nhăn mày liễu, nếu là vương huynh yếu hại người. Ta còn có thể giúp giúp ngươi, nhưng thương nguyên nói chủ. Lại là ta hạo nguyệt vương triều đều đắc tội không nổi đại nhân vật. Ta cần thiết đem ngươi giao ra đi, lâm việt ngón tay nhẹ nhàng rung động một chút. Ta đánh thức ngươi sao, Trương tình tiết hơi mang xin lỗi thanh âm truyền đến, mắt buồn ngủ lơ. Lòng bộ dáng mở mắt ra, Lâm Việt hỏi, công chúa, là ngươi đã trở lại sao? Thấy hắn ánh mắt cứng đờ, đồng tử liền động đều bất động. Trương tình tuyết bỗng nhiên lại mềm lòng xuống dưới ta. Có chuyện hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời, trương. Tình tuyết trinh trinh hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại hạ thân thế, ta buổi chiều không phải nói cho công chúa sao, lâm. Việt cố ý nói, muốn biết trương tình tiết phản ứng, hắn mới vừa rồi giả bộ ngủ. Đã nghe được cung nữ cùng nàng đối thoại, quỷ đế lão tặc động tác. Có thể so hắn trong tưởng tượng còn muốn mau. Như vậy mấy cái canh giờ thời gian, chính mình tánh mạng tướng mạo. Liền truyền khắp thiên mạc vũ trụ, từ giờ trở đi, hắn đi nhầm bất luận cái gì một bước. Đều khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đại đế cấp bậc một năm hiểu được. Lại này tạo hóa hấp dẫn trình độ căn bản vô pháp tưởng tượng một khi Lâm Việt bại lộ chính mình. Tất cả mọi người sẽ đến bắt lấy hắn, đi đổi lấy quỷ đế tưởng thưởng, ngươi. Không có mặt khác thân phận sao, chương tình tiết lần thứ hai dò hỏi. Lâm Việt thở dài một hơi, tại hạ vô tình giấu giếm, chỉ là chuyện này. Có lẽ sẽ đối hạo Nguyệt Vương chiều tạo thành trí mạng đà kích. Ta còn là đừng nói ra tới càng tốt quả. Nhiên, ngươi thật là thương nguyên nói chủ truy nã người. Trương Tình tiết sợ tới mức cả người đứng lên, chỉ vào Lâm Việt. Người lẻn vào ta hạo Nguyệt Vương Triều, có biết làm như vậy? Tùy thời sẽ hại chết chúng ta toàn tộc người. Sau khi nghe xong, Lâm Việt cũng là đứng lên, Lâm Việt không phải người xấu. Nhưng là công chúa nếu sợ, ta đây lập tức đi, nói. Xong, Lâm Việt lại là nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra hai trượng xa. Thấy hắn như thế bộ dáng, trương tình tiết hạo xỉ khẽ cắn môi dưới, từ từ, ngươi. Người chờ đôi mắt hảo lúc sau lại đi đi. Lâm Việt đôi mắt nhân nàng mà bị thương, ở không có trị liệu hảo phía trước. Trương tình tiết còn đem hắn đẩy ra ngoại giới cửu tử nhất sinh nông nỗi. Nàng thật sự quá không được chính mình kia một quan. Trương tình tiết tự nhiên không biết nàng này một tiếng giữ lại. Sẽ làm hạo nguyệt vương chiều kia xuống dốc vận mệnh, hoàn toàn thay đổi, cũng hảo, lâm. Việt mặt vô biểu tình, gật đầu nói, đôi mắt một khi hảo, lâm Việt này liền rời đi. Sau khi nghe xong, Trương Tình Tuyết bất đắc dĩ ử một tiếng. Đỡ Lâm Việt lại là về tới trên giường, ngươi. Thương thế còn không có hảo, cũng đừng đi lại, nàng. Không biết vì sao, chưa bao giờ cùng nam nhân khác từng có tiếp xúc kinh nghiệm. Trương Tình Tuyết cũng từ nhỏ bài xích nam nữ chi gian tiếp xúc. Nhưng là cùng Lâm Việt cùng nhau, hết thảy đụng vào, mặc dù là mười ngón khẩn khấu. Cũng có vẻ như vậy tự nhiên cùng thần thánh, có lẽ là điều hòa pháp tác ảnh hưởng cũng có lẽ là lâm việt thiếu niên này có hắn độc đáo mị lực vậy ngươi có thể cùng ta nói nói vì sao thương nguyên nói chủ thông suốt tập ngươi sao trương tình tiết hỏi lại lâm việt thấy thế biết làm người muốn thành thật đó là đem phương nghi đạo giới sự tình đại khái mà nói một lần thật lâu sau sau buồn cười trương tình tiết bạo nộ một trưởng chụp xuống dưới trước người cái bàn trực tiếp mở tung hai nửa chương 517 trong lòng sớm đã không có nam nữ tục sự. Công chúa, ngài không có việc gì đi, ngoài điện lập tức có cung nữ dò hỏi, không? Có việc gì, các ngươi đi xuống đi, trương. Tình tiết thật dài hô một hơi, thương nguyên nói chủ thật sự vô sỉ, lâm việt. Bản công chúa thất thố. Không có việc gì, ta cũng nhìn không tới ngươi, xấu. Hổ cười, Lâm Việt không có tiếp tục nói tiếp, nhưng thật ra trương tình tiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta tuy không phải phương nghi đạo giới người nhưng là bản công chúa tin tưởng thế gian chính nghĩa người yên tâm thương nguyên nói chủ vạn năm trước hại các ngươi hiện giờ lại hủy nhà các ngươi viên mưu toan đoạt ngươi đế bảo chương tình tuyết chỉ vào chính mình mẫu hậu sinh thời đó là dạy ta làm người phải có tinh thần trọng nghĩa võ đạo một đường tuy mạnh giả vi tôn nhưng nhân tâm chính đạo lại cũng là không thể không tu luyện chân lý ngươi cứ việc tại đây an Dưỡng, về sau sự tình. Trương Tình Tuyết cũng biết chính mình năng lực bảo hộ không được Lâm Việt lâu lắm. Về sau sự tình về sau lại nói, hảo. Lâm Việt lần thứ hai bái quyền, nhưng thật ra đại vương tử sự tình. Còn thỉnh công chúa thứ tội, Lâm Việt không thể không nói cái lời nói dối. Hãm hại đại vương tử, hắn thẳng thắn thành khẩn bộ dáng. Làm Trương Tình Tuyết hảo cảm tăng nhiều, liền tính ngươi không có hãm hại, bản công chúa cũng chán ghét chết hắn ngày mai ta còn ở phiền não, đi nơi nào tìm cái thái phó cùng người của hắn tỉ thị trương. Tình tiết hướng lâm càng nói sáng tỏ tình huống. Đại vương tử dã tâm cực đại mà thánh thượng vẫn cứ không có lập chữ quân tính toán. Hắn tự nhiên sốt ruột, lâm việt đạm đạm cười, đối với đại vương tử những cái đó. Hắn đã từng cũng vì tống cổ nhàm chán thời gian mà hiểu biết quá. Ngồi chờ chết không phải hắn tính cách cho nên dù sao cũng phải làm chút sự tình tỷ như ở lập chữ quân trước, trước đem các người mấy cái người cạnh tranh khống chế. Được, Trương Tình tiết trên mặt có chút kinh ngạc, Lâm Việt. Ngươi giống như đối ta Vương huynh thực hiểu biết. Ta cũng là đoán mò, Lâm Việt tùy ý ứng phó rồi một câu, lại là nói sang chuyện khác nói. Ngày mai công chúa một khi tìm không ra người, hoặc là tìm người bại hạ trận. Hắn nhất định mượn đề tài. Về tình về lý, hơn nữa hắn tay cầm Vương hậu mệnh lệnh, Công chúa cũng lại khó phản kháng người của hắn trở thành người thái phó, bàn. Công chúa mới không muốn làm bất luận kẻ nào tới khống chế ta. Trương Tình tiết cắn răng một cái, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta còn không tin ta không muốn, hắn còn có thể bức tử ta không thành, Lâm. Việt chớp chớp mắt, kỳ thật đại vương tử muốn khống chế công chúa. Cũng không phải lần đầu tiên đi, ngươi thật thông minh. Trương Tình tiết không thể không bội phục Lâm Việt năng lực phân tích. Trước kia cũng đã đi tìm vài cái, bất quá những người đó công lực không đủ. Đại bộ phận cũng bất quá so với ta cao một cái tiểu cảnh giới, dùng chút mưu mẹo sau. Sao có thể là bản công chúa đối thủ. Nói tới đây, nàng lại là phạm nổi lên khó, nhưng là lần này. Trương Táp Táp đã là tiên lễ hậu binh, lần này đại vương huynh tìm tới người. Chính là pháp tắc cảnh tam trọng thiên. Tất nhiên không phải phía trước những cái đó bọc mù có thể so. Chẳng những khó đối phó, thả trương táp táp cho hắn đánh trận đầu, còn đối ta hạ bộ, nói Trương tình tiết vỗ vỗ chính mình đầu óc, đều do ta bổn Bằng không cũng sẽ không chứ đạo của nàng, ta vốn định truy cứu nàng vì sao đánh ta người Nhưng hiện tại ngẫm lại, là cố ý phân ngươi tâm, lâm việt cho nàng bổ sung cuối cùng một câu khẳng Định là, đề tiện vô sỉ bọn họ hai cái, thấy Thế, Lâm Việt bình tĩnh cười, việc này nói đến cũng đơn giản, hai cái biện pháp. Trương tình tiết mắt lộ ra kinh hỉ, tự nhiên mà vậy mà kéo Lâm Việt tay. Người có biện pháp, nàng thở dài, đào tim đào phổi địa đạo. Ta thật sự không muốn sống ở đại vương tử cùng vương hậu khống chế dưới, Lâm. Việt cũng không bán cái nút. Hoặc là ngày mai tìm cái có thể đánh thắng được pháp tắc tam trọng thiên cao thủ. Đem ngươi cái kia thái phó đánh đi, hoặc là, giả ý giảng hòa, nhận lấy tới, lại nghĩ cách lộng đi. Trương tình tiết có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng Lâm Việt sẽ có cái gì kinh thiên động địa hảo biện pháp, nhưng này hai cái. Ở nàng xem ra đều được không thông, thả nàng cũng nghĩ tới, ta biện pháp không hảo sao. Thật không dám giấu giếm, ta phía trước vốn định làm ngươi cho ta thái phó, lấy này thân phận. Đại vương huynh cũng không dám tùy tiện động ngươi. Trương tình tiết lắc đầu, nhưng hiện tại ngươi là thương nguyên nói chủ yếu chảo ngươi. Tùy tiện lộ diện tự nhiên không được, hơn nữa ta tuyển ngươi. Hiện tại còn muốn ứng phó đại vương huynh phái tới pháp tắc tam trọng thiên cao thủ. Trên người của ngươi có thương tích. Nàng nhìn mắt lâm việt toàn bộ hành trình cứng đờ ánh mắt. Đều do ta, kỳ thật ta liền tính không bị thương. Cũng đánh không lại pháp tác tam trọng thiên nha. Lâm Việt tự giễu cười, buông tay, cùng Trương Tình Tiết dựa đến thân cận quá. Còn cố ý đụng phải đối phương thân thể, Trương Tình Tiết rụt rụt thân mình. Nhưng biết Lâm Việt đây là đôi mắt nhìn không tới khiến cho sai lầm. Tự nhiên cũng rất là bao dung. Không sai, cho nên cái thứ nhất biện pháp không thể thực hiện được. Đến nỗi cái thứ hai biện pháp, Trương Tình Tiết lần thứ hai lắc đầu. Ta phía trước còn có thể trực tiếp đưa bọn họ phái tới người đánh đi. Nhưng là lần này cái này lấy ta nhị trọng thiên công lực. Căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Việt cười, hắn hiện tại không thể lộ diện. Nếu không trực tiếp đi lưu trình thì tốt rồi, muốn đuổi đi đi một người, không phải chỉ có vũ lực giải quyết một loại biện pháp tương đối. Vũ lực giải quyết ngược lại là thấp nhất quả nhiên biện pháp. Trương Tình tiết mắt đẹp chợt lóe, công tử là nói, dùng mưu kế có thể thử một lần, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có này một cái biện pháp. Lâm Việt sờ sờ cầm, ngày mai công chúa liền trước đem người chiêu tiến vào, nhớ rõ. Thái độ muốn hảo điểm, cùng trước kia không giống nhau mới hảo, vì, vì cái gì, trương? Tình tiết nghe ngốc, chiêu tiến vào không phải muốn các loại nhằm vào sao, thái độ hảo điểm làm. Chi, nhưng mà ngay sau đó, nàng đã nhìn thấy Lâm Việt bò lên trên ghế dựa, ngữ khí trầm đốc mà nói người nhất đắc ý thời điểm, cũng là nhiều nhất sơ hở thời điểm, giết địch trước công tâm. Dục làm này vong, đồng tiền này cuồng. Ngắn ngủn vài câu, làm Trương tình tiết trong óc chấn động, nếu như thể hồ quán đỉnh, ngươi. Trước xuống dưới, Trương tình tiết đỡ lâm việt hạ cái bàn. Thầm nghĩ, nói chuyện liền nói lời nói. Chạm ghế trên làm gì, hai người đạt thành chung nhận thức, đêm đã là thâm. Trương tình tiết không hảo kêu cung nữ tiến vào thị tầm thay quần áo. Liền chỉ có thể chính mình trốn đến bình phong sau, chỉ là kia bình phong chính là thông thấu. Băng gạc vẽ tranh mà thôi, vẫn như cụ có thể thấy được đến chương tình tuyết nóng bỏng hình. Giáng, may mà Lâm Việt cũng không phải đồ háo sắc. Nhẹ nhấp trong tay chương tình tuyết cho hắn đảo trà, ánh mắt không hề khinh bạc vô lễ chi ý. Mà là mang theo vài phần thưởng thức đi xem chương tình tuyết thay quần áo, ngươi. Đêm nay ở trên giường ngủ đi, ta ngủ cái bàn. Trương tình tuyết đi, biqusa.info, ra bình phong, vốn định nói xong câu đó. Lại nhìn mắt trên mặt đất bị nàng đập nát cái bàn, liền nằm bò ngủ địa phương cũng chưa, không? Có việc gì, lâm việt phiêu bạc quán, lâm việt đối với không khí đã bái bái quyền. Trương tình tuyết vốn tưởng rằng hắn lời này chỉ ý là muốn đi ngủ trên mặt đất, nhưng mà lại. Thấy lâm việt nằm lên giường, tiếp tục nói, phiêu bạc nhiều năm, hết thảy giản lược trong lòng ta sớm đã đã không có nam nữ gian tục sự, công chúa yên tâm tùy ý, ta trước ngủ. Muốn hắn làm giường là không có khả năng, mười vạn năm tới đều không thể, nói xong. Lâm Việt vững vàng tiếng hít thở đã truyền đến. Chỉ còn trương tình tiếp một người thân xuyên đơn bạc đi ngủ xa mỏng chố mắt ở kia. Nàng nhìn mắt trên mặt đất toái bàn khối, nàng xưa nay đơn giản. Trong tầm cung một hồ một giường một bàn, lại không có vật gì khác tổng không hảo đi trong bồn tắm ngủ đi, nghĩ đến này. Trương tình tiết đành phải đến gần rồi chính mình dương. Trương 518 trương tình tiết siêu chủ ý. Trương tình tiết nằm xuống, này vốn là chính mình dương, chính là lần này. Nàng nội tâm lại là vô cùng dối rắm rốt cuộc cùng nam cùng nhau nằm ở cùng trương trên giường Nàng đời này cũng chưa thử qua, không được, ngày mai nếu muốn cái biện pháp. Trương Tình Tuyết nghiêng đầu, quan sát đã đi vào giấc ngủ Lâm Việt, tuy rằng rất tuấn tú. Nhưng là nàng cũng không phải cái tùy tiện nữ nhân, công. Tử cùng ta ngày ngày ở chung một phòng, chung quy không phải biện pháp tốt nhất, Trương. Tình Tuyết nghĩ, đó là chậm rãi nhắm lại mắt. Một đêm qua đi, lần thứ hai tỉnh lại khi, lại thấy Lâm Việt cùng nàng ánh mắt đối thượng cái. Kia, Lâm Việt ánh mắt vẫn như cũ là người mù trạng thái, mờ mịt mà mở miệng có phải hay không có thứ gì đè nặng ta, thật là khó chịu, sau khi nghe xong. Trương tình tiết lúc này mới ý thức được, chính mình tối hôm qua ngủ. Cũng không biết làm cái gì, hiện tại cả người nửa ghé vào lâm Việt trên người. Một chân còn đè ở lâm Việt trên đùi, này tư thế, còn thể thống gì, công tử, khụ, ngượng ngùng. Trương tình tiết lập tức ngồi dậy, chạy xuống giường. Một bước không ngừng ngồi xuống ghế trên, công chúa ta là bị thứ gì ngăn chặn sau, lâm. Việt như chút được gánh nặng bộ dáng. Làm Trương Tình Tiết yên tâm, hẳn là không biết đã xảy ra sự tình gì. Không có, là cái kia gối đầu, áp đến ngươi, Trương. Tình Tiết Linh cơ vừa động, suy nghĩ cái lấy cớ, khả lâm càng sao có thể buông tha nàng. Đè ép chính mình cả một đêm, cố tình nha đầu này hùng bế lên tới. Cũng không biết có phải hay không khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ. Chính là bế lên lâm Việt liền như thế nào đều không buông ra không đúng không đúng công chúa ta cảm thấy song chính mình không giống như là bị gối đầu áp hắn lẩm nhẩm lầm nhầm kia đồ vật so gối đầu mềm nhưng là lại so gối đầu trọng rất nhiều trương tình tiết đỏ mặt lên vỗ vỗ chính mình mặt nửa ngày nói không ra lời may mà nàng trộm nhìn lâm việt liếc mắt một cái đối phương không thấy mình hiện tại chật vật bộ dáng kia cũng coi như là trong bất hạnh rất may trương tình tiết nghĩ giờ phút này tẩm cung ngoại cung nữ thanh âm truyền đến. Công chúa, tứ công chúa dẫn người tới, nàng thỉnh công chúa đi ra ngoài vừa thấy, đã. Biết trương tình tiết thật dài thở dài, trong mắt oán hận liếc mắt một cái. Nữ nhân này là quyết tâm muốn lộng chết chính mình, này sáng sớm liền tới rồi. Sợ chính mình có thời gian đi tìm cứu binh sao, nàng nhìn mắt lâm Việt, hôm. Qua khoác lác, trương táp táp tất nhiên sẽ làm ta đem thái phó người được đề cử giao ra đi lâm việt lo chính mình ở mép giường liền bỗng nhiên bị trương tình tiết kéo lại tay công chúa làm sao vậy ngươi lại đây sẽ biết trương tình tiết vô cùng lo lắng cởi quần áo cái gì lâm việt hít hà một hơi chẳng lẽ là sáng sớm phản ứng làm nàng nhịn không được tuy nói trước kia hắn cùng trương tình tiết cũng từng có một đoạn vui sướng chuyện cũ cho nên lâm việt đối nàng buổi sáng hùng ôm chính mình hành vi nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc nhưng là hiện tại nháo nào ra, bên ngoài thượng trương tình tuyết. Vẫn là tính một cái ngoan ngoãn công chúa, công. Từ thân phận, bộ dạng, một khi bại lộ, chú định sẽ đưa tới sóng to gió lớn, trương. Tình tuyết nghiêm túc mà ở lục tung. Bên ngoài cung nữ cũng là nhìn nhau vừa thấy. Khó hiểu bên trong vì sao truyền đến bùm bùm thanh âm, nhưng trương tình tuyết không có hạ lệnh. Các nàng cũng không dám đi vào, hồi lâu, cái này hẳn là có thể, chợt liền thấy trương tình tiết móc ra một kiện màu trắng xa y. Công tử muốn ở hạo Nguyệt Vương chiều giấu người tai mắt Suốt ngày tránh ở ta tầm cung không thể được trương. Tình tiết vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Việt bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, trả thù, đây là trả thù. Hắn ngày hôm qua chiếm dương. Vẫn là trả thù hắn hai ngày này chiếm chương tình tiết không ít tiện nghi, nam. Giả nữ trang, là biện pháp tốt nhất, kể từ đó tuyệt không sẽ có bất luận kẻ nào hoài nghi công tử chính là chín giới truy nã Phạm Lâm. Việt biện pháp đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lâm Việt vốn định khách khí một phen liền cự tuyệt nhưng mà ngay sau đó. Liền thấy Trương Tình Tiết bắt đầu cởi ra quần áo của mình, ta chính mình tới yên. Tâm công tử ta chỉ thoát áo ngoài, người trước đem ta quần áo trỏng lên, theo sau công phu. Lâm Việt thay Trương Tình Tiết quần áo, này quần áo trở lên tốt tài chất làm thành. Mặc dù Lâm Việt dáng người so trương tình tiết cao lớn rất nhiều, nhưng là quần áo tính dai lại. Là cũng đủ biến hóa thành vừa người trạng thái, đồng thời. Trương tình tiết lại là cấp Lâm Việt lộng kiểu tóc, hắn vốn dĩ chính là một đầu đen nhánh tóc. Dài, giờ phút này làm ra một cái tóc mái, nhất thời trên mặt thanh tú không ít còn. Kém một chút, trương tình tiết lấy ra chính mình ngày thường trang điểm chi vật đem lâm việt mặt tô lên một tầng màu trắng, làm hắn nguyên bản góc cạnh rõ ràng hình dáng. Giờ phút này trắng nõn tinh xảo không ít, hảo. Thật xinh đẹp. Trương tình tiết lộng xong lúc sau nhìn lại lâm việt. Không khỏi hai tròng mắt kinh ngạc tràn đầy, không? Thể tưởng được công tử nam giả nữ trang, cư nhiên có như vậy mỹ mạo. Có thể nói là ta hạo nguyệt vương triều đệ nhất mỹ nhân. Trương tình tiết bắt lấy lâm việt tay, cứ như vậy, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện công tử ta biện pháp hảo đi hảo lâm việt vẻ mặt hát tiến dáng vẻ này nhưng thật ra hồi lâu không giả dạng qua thôi mười vạn năm trong lúc hắn cũng thử qua như vậy tạo hình khi đó hắn nhớ rõ còn khiến cho một trận bị nam nhân truy phủng triều dâng nghĩ đến đây lâm việt trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dầu mỡ cảm kế sách tạm thời kế sách tạm thời chương tình tiết thấy hắn khó xử bộ dáng lập tức an ủi vài câu muội muội ta mang thanh tùng tiên nhân tới tìm ngươi nhanh lên xuất hiện đi ngoài cửa đã truyền đến trương táp táp thúc giục thanh âm hiển nhiên trương táp táp cũng là cực kỳ nóng vội không tính toán cấp trương tình tiết bất luận cái gì tránh lui cực kỳ chúng ta đi ra ngoài đi đôi mắt của ngươi còn không có hảo ta lôi kéo ngươi không phải sợ trương tình tiết lôi kéo lâm việt tay người sau đi theo đi mở cửa trương táp táp cùng mặt khác cung nữ đều là sừng sốt như Thế nào nhiều cái nữ nhân? Các cung nữ trong lòng thầm nghĩ, tối hôm qua các nàng nhớ rõ, rời đi thời điểm. Trong tầm cung chỉ còn lại có công chúa một người, hơn nữa nữ nhân này. Hảo sinh xinh đẹp, hôm nay sáng sớm các nàng liền bên ngoài thủ. Cũng chưa từng gặp qua có người đi vào tầm cung nha. Thả công chúa xưa nay độc lai like độc vãng. Như thế nào sẽ cùng những người khác xài chung một gian phòng, các cung nữ không hiểu ra sao. Nhưng là Trương Tình Tiết một đạo ánh mắt lại đây, các nàng lập tức liền đã hiểu. Sôi nổi nhắm lại miệng, cúi đầu, tỉ tỉ tới. Trương Tình Tiết khom người cười, phía sau Lâm Việt tự nhiên cũng là đi theo khom người, nhớ rõ. Lúc trước hắn dùng nữ trang phương thức, không biết ra vào quá bao nhiêu lần nữ tính nhà tắm, hôm nay trường hợp này đều không tính cái. Gì? Trương Tình Tiết nhiệt tình bộ dáng? lại là làm trương táp táp có chút không thích hợp nhà đầu này ngày hôm qua còn đối chính mình lạnh như băng hôm nay như thế nào nhiệt tình đi lên vị này đó là đại vương huynh cho ta tìm thái phó đi trương tình tuyết nhớ kỹ lâm việt lời nói dục làm này vong đồng tiền này cuồng chân lý nàng chủ động tiến lên dò hỏi trương táp táp sững sờ ở kia phía sau một cái cổ xưa lão giả xem qua đi chừng nhân loại hơn 50 tuổi bộ dáng nhưng thật ra lông tóc màu xanh lá, trên mặt nếp nhăn hiện lão, lại tinh thần sáng láng. Giờ phút này lão giả hướng về chương tình tiết bái quyền. Bần đạo mây tía vương triều thanh tùng tiên nhân, đặc triệu đại vương tử thịnh mời. Đảm đương mấy tái thất công chúa sư phụ. Trường 519 nghệ danh, lâm tiên. Thanh tùng tiên nhân hảo, chương tình tiết lần thứ hai khom người vấn an. Đồng thời trong lòng không khỏi mà kinh ngạc một chút, khí định thần nhàn, pháp tắc hơi thở ẩn mà. Không phát, ẩn chứa đại đạo lời nói đầu, quả nhiên là pháp tắc cảnh tam trọng thiên cao thủ. Cái này thanh tùng tiên nhân, cùng trước kia những người đó một chút đều không giống nhau. Đây là cái cao thủ chân chính A, à, mấy? Tái như thế nào đủ, bản công chúa sư phụ, đó là muốn nhận cả đời. Trương tình tiết so vừa mới càng thêm nhiệt tình, trong lòng tuy rằng cảm thấy biệt nữ. Nhưng là vẫn luôn ở dùng lâm Việt lời nói tự mình an ủi, ta là vì làm hắn lộ ra sơ hở, ta nhẫn. Trương Táp Táp trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng mà Thanh Tùng tiên nhân sau khi nghe xong. Cười lúc sau, ánh mắt lại là rừng ở Lâm Việt trên người, Mỹ, như thế Mỹ nhân. Chỉ ứng bầu trời có, không biết vị tiên tử này là. Thanh Tùng tiên nhân một sửa nghiêm túc bộ dáng, lộ ra ba phần thưởng thức. Bảy phần phong lưu biểu tình, bần đạo tu luyện 300 năm. Này thương linh đạo giới trăm triều người, cũng coi như là thấy thất thất bát bát nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy có tiên tử này chờ siêu phàm thoát tục người. Thấy hắn bộ dáng, trương tình tuyết có thể nào không hiểu. Đây là lâm Việt mị lực so với chính mình còn đại nha, không có gì bất ngờ xảy ra. Này thanh tùng tiên nhân tất nhiên là cái đồ háo sắc. Đại vương tử cư nhiên đem người như vậy xếp vào ở chính mình bên người, ý đồ đáng chết, xác. Thật không tôi, nhưng mà trương tình tuyết còn chưa nói lời nói. Trương táp táp đó là trước nói một câu, nàng ánh mắt rừng ở lâm Việt trên người. Sắc thật trong lòng có chút kinh vi thiên nhân, mi thanh mục tú. Da bạch mạo mỹ, hơn nữa cao gầy dáng người. Còn có lâm Việt bản thân cái loại này ngạo nghễ không có gì ánh mắt trương táp táp trong lòng. Bỗng nhiên có chút địch ý. Như vậy nữ nhân, nếu là lưu tại hạo nguyệt vương triều, những cái đó nam nhân. Chẳng phải là đều bị nàng cấp mê chết ta, nói muội muội vì sao tối hôm qua đối đại vương huynh mời đến thanh tùng tiên nhân như thế khinh thường nguyên lai like là bởi vì có vị tiên tử này tương trợ nha trương táp táp ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm lâm việt vị này hay là chính là muội muội cho rằng có thể thắng thanh tùng tiên nhân thái phó độc phụ trương tình tiết trong lòng thầm mắng ngoài miệng nói tỉ tỉ nói dỡn bản công chúa đã quyết định muốn bái thanh tùng tiên nhân vi sư Đến nỗi vị tiên tử này, nhìn mắt Lâm Việt, Trương Tình Tuyết cũng không nghĩ hắn gặp được cái. Gì bị người làm khó dễ cục diện. Chính là bằng hữu của ta, không phải ta thái phó, rớt. Lời, Trương Táp Táp lần thứ hai giật mình, muội. Muội không cần khiêm tốn, vị tiên tử này khí chất. Đủ để so sánh chúng ta hạo nguyệt vương triều bất luận cái gì một vị. Ta cảm thấy muội muội ánh mắt cực hảo. Trương Táp Táp khóe miệng cười lạnh nàng nhất định cùng thanh tùng tiên nhân giống nhau lợi hại, không bằng như vậy, rất lời. Trương táp táp phất tay gian, lại là chỉ vào trên người rộng rãi nơi sân. Không bằng khiến cho vị tiên tử này cùng thanh tùng tiên nhân luận bàn một phen. Cũng làm cho muội muội kiến thức kiến thức thanh tùng tiên nhân lợi hại, rốt. Cuộc sư phụ cũng đủ lợi hại, đồ nhi mới có thể chịu phục sao. Không thể, trương tình tiết vừa mới tưởng nói chuyện, liền thấy thanh tùng tiên nhân đã chính mình đi tới đối diện, hắn nhưng thật ra đối cùng Lâm Việt luận bàn cực có hứng thú, con. Thỉnh tiên tử chỉ giáo, thanh tùng tiên nhân bái quyền. Ta nói, ta nguyện ý bái hắn làm thầy, còn luận bàn thứ gì, trương. Tình tiết tức giận truyền đến, nhưng mà trương táp táp lại là đi tới Lâm Việt trước mặt, xa xem. Tiên khí tràn đầy, gần xem dưới, trương táp táp càng thêm đối Lâm Việt kinh vi thiên nhân, tiên. Tử thỉnh đi, nàng thanh âm truyền đến, mang theo vài phần cảnh cáo, Lâm. Lâm tỷ tỉ, tỉ, không thể, trương. Tình tiết ngăn cản trương táp táp, người đây là ý định tìm cha, không sao, lâm. Việt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như không cốc tước điều, thanh thúy mà không nhạy động. Này một tiếng làm trương tình tiết đều trong lòng căng thẳng, này. Này như thế nào có thể trang giống như. Nếu không phải nàng mới vừa rồi cấp lâm Việt thay quần áo thời điểm. Thập phần xác định đối phương là nam nhân nói không chừng liền nàng hiện tại cũng sẽ đối lâm việt cái này tiên tử tin tưởng không nghi. Ngờ, lâm tiên tu vì bất quá nhất trọng thiên, mong rằng thanh tùng tiên nhân thủ hạ lưu tình. Lâm việt chậm rãi đi lên vài bước, lâm tiên. Là hắn đã từng nữ trang thời điểm dùng quá nghệ danh, hiện tại nói ra tên này. Lâm Việt thanh âm lưu sướng tự nhiên, những người khác chỉ nghe tên. Liền đã có loại phù nhiên xương trắng bên trong cảm giác gót sen nhẹ nâng, bạch y phiêu phiêu, nếu như bầu trời tiên tử nhập hồng trần. Cả kinh chung quanh đình viện nội bách hoa, lại là cũng tự hành cúi đầu, đó là Lâm Việt lấy vĩnh hằng pháp tắc cố ý vì này. Chẳng qua những người này phát hiện không được thôi. Nhưng mà hắn đi thời điểm, cũng là không quên làm chính mình nện bước có chút hỗn độn, thấy. Thế, thanh tùng tiên nhân đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng vẫn là đã nhận ra một ít không thích hợp, nhìn kỹ dưới lâm việt ánh mắt tuy rằng thanh triệt vô cùng nhưng lại mất đi một chút linh động lâm tiên lâm tiên tử đôi mắt của ngươi thanh tùng tiên nhân hôm nay bổn tính toán nổi giận đùng đùng tới tạp trang gặp thần sát thần gặp phật giết phật nhưng là ai biết vừa thấy lâm việt cả trái tim đều mềm hóa xuống dưới lâm tiên từ nhỏ hoạn bệnh hiểm nghèo hay mắt mù mong rằng tiên nhân xin đừng trách lời này vừa nói ra tuy là lấy thanh tùng tiên nhân như vậy có kiến thức cao nhân cũng là nhịn không được nhiều năm lạnh băng tâm nhân Lâm Việt mà rung động khanh. Khanh giai nhân nhìn thấy mà thương, Thanh Tùng tiên nhân không khỏi mà có cảm mà phát. Nhưng mà phía dưới Trương Táp Táp nơi nào có thể có kỵ này đó, Thanh. Tùng, nếu Lâm tiên tiểu thư không muốn ra tay, vậy từ ngươi bắt đầu đi, nhìn. Hai người liền như vậy ngốc đứng, Trương Táp Táp sớm đã không vui, tiên nhân cần phải nhớ rõ. Ngươi là tới làm gì? Nàng trong lòng kỳ quái, này thanh tùng tiên nhân tới đây phía trước cùng nàng còn có đại vương. Tử chính là lập hạ hào ngôn, thế tất làm thất công chúa điện mọi người tâm phục khẩu phục. Này võ đạo tâm phục khẩu phục tự nhiên là muốn lấy này mạnh mẽ tu vi. Đem thất công chúa điện người quét ngang một phen, tốt nhất sát vài người tới chấn trang. Thả nàng cùng đại vương tử đều tin tưởng, thanh tùng tiên nhân tuy có tiên nhân chi sơn nhưng kia bất quá ngụy trang, người này xưa nay giết người không chớp mắt. Nàng hai người cũng tin tưởng thanh tùng tiên nhân có thể cho chương tình tiết nơi này ga chó. Không yên, nhưng là hiện tại, thứ này từ đầu tới đuôi phát ra nhu tình, là cái quỷ gì, tiên. Tử có bệnh về mắt, đáng tiếc đáng tiếc. Thanh tùng tiên nhân phảng phất nghe không vào chương táp táp nói, lắc đầu thở dài. Liên tâm chi ý bộc lộ ra ngoài, như thế giai nhân, nên che chở ta nếu ra tay. Này trăm năm tu đạo, thật sự là tồn tại trên danh nghĩa, giọng. Nói rơi xuống, liền thấy thanh tùng tiên nhân trực tiếp bái quyền, ngừng chiến. Một màn này chẳng những là trương tình tiết ngây ra một lúc. Trương táp táp càng thêm là tức giận đến không được, lão nương làm ngươi tới, đá quán. Ngươi lại cho ta tinh thần trọng nghĩa bạo lều, lâm tiên sợ hãi, cảm tạ tiên nhân, lâm. Việt hơi hơi mở miệng, phiêu giật cao gầy dáng người, ôn nhu linh tính thanh tuyến làm đến thanh tùng tiên nhân tim đập nhanh hơn mấy phần, đây là quân tử phong độ, tiên tử không cần đa lễ, rớt. Lời, Lâm Việt cũng là về tới chương tình tiết bên người. Đồng thời cánh tay ôm vòng lấy chương tình tiết thanh âm khẽ run. Giống như kim tước chấn kinh, công chúa ta, không có việc gì, không có việc gì. Dọa dạ hư tỉ tỉ, chương tình tiết lập tức vỗ vỗ Lâm Việt mảnh dài ngón tay. Cũng bản công chúa cho ngươi chống lưng, không sợ, Nàng căm tức nhìn Trương Táp Táp, "Vừa lòng đi, vừa lòng liền không tiễn." Chương 520 này lễ vật Lâm Tiên không chịu. Người sao lại thế này? Trương Táp Táp liếc mắt Thanh Tùng Tiên nhân, trầm thấp mở miệng. "Đừng quên Vương huynh làm ngươi tới làm gì?" Nàng chưa từng tưởng Thanh Tùng Tiên nhân lạnh nhạt xem ra, không sợ chút nào. Đại vương tử mục đích chỉ là bái sư, có thể làm được là được. Đến nỗi những người khác sự tình, công chúa vẫn là đừng động hắn khi nói chuyện ánh mắt trước sau dao động ở lâm việt trên người ngữ khí bên trong còn rất có một loại nam tử khí khái người biết là được còn không đi thu trương tình tuyết trương táp táp ôm hận cắn răng như thế nào có thể phát hiện không đến thanh tùng tiên nhân đây là hồn phách đều bị lâm việt cấp câu đi rồi đáng chết hồ ly tinh ha hả nếu tiên tử cùng tiên nhân đều không nghĩ đánh trương táp táp ngoài cười nhưng trong không cười mà nói muội muội luận bàn miễn không bằng hiện tại liền bái sư đi, có thể. Trương tình tiết áp xuống trong mắt lửa giận. Nhưng là nếu lại phát hiện các người khi dễ lâm tiên, ta nhất định truy cứu rốt cuộc, nói. Trương tình tiết lại là vỗ vỗ lâm Việt cánh tay, một bộ phải bảo vệ bộ dáng của hắn. Liếc lâm Việt liếc mắt một cái, trương táp táp cũng lười đến nói cái gì, đi lên, nàng. Phân phó một tiếng, mang đến cung nữ lập tức bưng lên một chén nước rượu, muội muội còn thỉnh đi lên tiếp bái sư rượu, trương tình tiết sửng sốt một chút, lo lắng có trá. Nhưng Lâm Việt đẩy nàng một tay, truyền âm nói, nàng không dám, trương. Tình tiết hiểu được, tiếp nhận bái sư rượu. Đôi tay tiếp rượu, trương tình tiết nhìn về phía thanh tùng tiên nhân, tỉ tỉ bị sợ hãi. Này bái sư uống rượu xong rồi, ta muốn bồi nàng đi vào, sư phụ thỉnh xin đừng trách nàng. Trước sau nhớ rõ Lâm Việt nói, hiện tại là muốn cho thanh tùng tiên nhân lơi lỏng thời điểm đang muốn uống một hơi cạn sạch thời điểm thanh tùng tiên nhân lại là đánh gãy chương tình tiết nói chậm đã hắn tiến lên vài bước thấy được lâm việt sườn mặt mới chậm rãi mở miệng tràn ngập xin lỗi mà nói cũng quái tại hạ lỗ mãng sợ hãi tiên tử trương táp táp giận sôi máu trong lòng sớm đã thầm mắng này vốn dĩ liền mau giải quyết sự tình như thế nào thứ này lại nhiều chuyện thanh tùng đánh giá mấy phen lâm việt mỹ nhân hắn cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử so sánh với trước mắt mỹ nhân hắn trước kia chơi qua những cái đó căn bản đều chỉ là dung chi tục phấn thực mau mấy người liền thấy thanh tùng tiên nhân đối với lâm việt bái quyền nói không bằng như vậy ta cùng lâm tiên tử cùng đương thất công chúa sư phụ về sau cũng có thể cho nhau chiếu cố một phen nói chuyện đồng thời thanh tùng tiên nhân không khỏi nuốt nuốt nước miếng nhưng hắn mạnh mẽ áp chế hạ muốn đem lâm việt ăn vào đi ánh mắt nhưng thật ra không có quá nhiều người chú ý tới càng để ý nhiều ngược lại là hắn nói đây là muốn chương tình tiết hai cái cùng nhau bái thành tùng tiên nhân ta vương tộc nhị nữ bái sư trước nay đều là chỉ bái một cái chương táp táp lập tức đánh gãy hắn nói ngươi là mây tía vương triều người có lẽ còn không hiểu biết như vậy đi bái sư liền như vậy kết thúc chậm đã Trương tình tuyết lại là đồng dạng trước một bước nói, có thể, nếu thanh tùng sư phụ mở miệng. Kia về sau lâm tiên tỷ tỷ cũng là sư phụ ta, nàng. Không nghĩ tới, này trời xui đất khiến nhưng thật ra đem sự tình đẩy hướng về phía chính mình. Nhất hy vọng nhìn đến cục diện. Nàng ngay từ đầu liền tưởng lấy thái phó thân phận bảo hộ Lâm Việt đến lúc đó đuổi đi thanh. Tùng, Trương Tình Tiết cũng sẽ nghĩ cách cấp Lâm Việt một thân phận, cái này thì tốt. Rồi, ngươi. Trương Táp Táp muốn phản đối, làm Thanh Tùng tiên nhân đương thái phó. Chính là vì khống chế Trương Tình Tuyết, nhưng hiện tại Thanh Tùng chủ động kéo một cái lâm Việt Tiến vào trộn lẫn. Chẳng phải là đem chính mình quyền lực giảm bớt một nửa. Cái này ngu xuẩn có phải hay không bị kia hồ ly tinh mê đến đã mất tâm trí, tình. Tiết bái kiến hai vị sư phụ, Trương Tình Tuyết đã hoàn thành bái sư, từ giờ khác này bắt đầu. Lâm Việt Thanh Tùng Tiên Nhân liền cùng là thất công chúa Thái Phó. Tỷ tỷ nếu là không có chuyện khác, vậy chạy nhanh trở về cấp đại vương huynh công đạo đi, Trương. Tình tiết chào phúng một câu, nói đến cùng. Trương Táp Táp cũng bất quá là đại vương tử Trương vô địch thủ tiếp theo cái tùy tùng nhân vật. Muội muội tự giải quyết cho tốt. Đại vương huynh từ mây tía vương triều thỉnh Thanh Tùng Tiên Nhân tới không dễ dàng. Cũng không nên giống như trước như vậy bị ngươi đuổi đi trương táp táp cảnh cáo một câu đồng thời căm tức nhìn liếc mắt một cái thanh tùng tiên nhân đó là phất tay áo mà đi hiển nhiên hôm nay thanh tùng tiên nhân hành vi làm nàng rất không vừa lòng sư phụ ta đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi trương tình tiết nâng lâm việt thấy thế thanh tùng tiên nhân sao có thể buông tha cơ hội ta đến đây đi nói hắn đang muốn đi lên lại bị trương tình tiết một tay ngăn lại thanh tùng sư phụ nam nữ có khác còn thỉnh tự trọng, công chúa trách oan vi sư. Thanh Tùng tiên nhân mặt già vừa kéo, cũng là biết chính mình lại nhịn không được gấp gáp. Lập tức cười nói, ta đây là muốn tặng cho lễ vật cấp lâm tiên tử bồi tội, Nga. Trương tình tiết nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Mắt thấy thanh tùng tiên nhân từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một cái hộp gấm. Sợ hãi tiên tử, lão phu thật cảm thấy hổ thẹn, này hộp gấm tạo hóa linh chi chính là lão phu trong lúc vô tình đến chi nghe đồn có an thần thuận khí thần hiệu hôm nay liền đưa cho tiên tử thành tùng tiên nhân thành ý tràn đầy mà nói ánh mắt lại là không tự chủ được mà ở lâm việt trên người dao động cao gầy phập phồng quyến rũ tiên khí bức người hoàn mỹ nữ nhân a hắn trong lòng rít gào nếu là trước mắt chỉ còn lại có hắn cùng lâm việt hai người Thanh Tùng tiên nhân không ngại đem Lâm Việt ngay tại chỗ tử hình, sư phụ, ngài xem, trương. Tình tiết tiếp nhận hộp gấm, bắt được Lâm Việt trước mặt. Mặc dù nàng loại này xuất thân vương tộc công chúa, cũng cảm thấy hộp gấm bên trong tạo hóa linh chi có chút chân quý, này. Lễ vật Lâm Tiên không chịu, Lâm Việt thanh linh thanh âm truyền đến. Nghe được chương tình tiết đều có loại tê tê dại dại cảm giác. Huống chi bị Lâm Việt mê đến càng sâu thanh tùng tiên nhân, vì sao, chẳng lẽ tiên tử vẫn là không chịu tha thứ lão phu, thanh. Tùng tiên nhân nhất thời cảm thấy bị ủy khuất, trương tình tiết thấy thế. suýt nữa không cười tráng. Nàng xem thanh tùng tiên nhân hèn mọn bộ dáng, khó trách mẫu hậu sinh thời nói, ở tình yêu. Trước trả giá một phương luôn là hèn mọn, lâm. Tiên chưa từng trách tiên nhân, đâu ra tha thứ vừa nói. Lâm Việt Thành khẩn thanh tiến truyền đến, Tiên nhân chỉ nói này tạo hóa linh chi là ngươi trong lúc vô tình đến chi. Nhưng Lâm Tiên như thế nào không rõ tiên nhân tâm ý, lời này vừa nói ra, Trương Tình Tuyết cùng các cung nữ trong lòng khó hiểu. Nhưng thật ra Thanh Tùng tiên nhân mới vừa rồi trên mặt vẫn là tối tăm. Hiện tại lại là ấm áp tiên tử nhưng minh bạch lão phu tâm ý, Thanh Tùng hỏi lại. Chỉ nghe Lâm Việt tiếp tục nói, này tạo hóa linh chi sinh trưởng nơi chính là mây tía vương triều trí hung hiểm địa phương. Ngàn năm mới ra một gốc cây, thả mỗi một gốc cây không thể trực tiếp gỡ xuống. Ngắt lấy thời gian cần thiết trải qua ba ngày, mới có thể bảo đảm dược tính không tiêu tan. Hắn mảnh dài ngón tay đặt ở hộp gấm thượng, ba ngày thời gian nhìn như đơn giản. Nhưng mà tạo hóa linh chi nửa đời yêu thú lại ước chừng có có thể so với nhân loại pháp tắc tam. Trọng thiên chiến lực muốn đi vào hung hiểm nơi lại ở yêu thú mí mắt phía dưới ngắt lấy ba ngày khó khăn to lớn lâm tiên căn bản khó có thể tưởng tượng